Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh audio chuyện hay Quý vị và các bạn thân mến Một người phụ nữ yếu đuối mà phải dũng cảm bước ra khỏi gia đình của mình Thì át hẳn nơi đó không còn là tổ ấm mà cô ấy được nâng niu che chở nữa Điều đó thật đúng với người phụ nữ trong câu chuyện mà hôm nay audio chuyện hay mang tới chương trình Câu chuyện kể về duyên với những tháng ngày chìm ngập trong nước mắt bởi chính người chồng tệ bạc của mình. Một người đàn bà cam chịu, đến cả khóc cũng phải nhìn ánh mắt của chồng như duyên liệu có tìm được ánh sáng cho cuộc đời mình. Câu chuyện có thể khiến chúng ta lắc đầu ngao ngán, bởi những điều tưởng như không thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay cũng có thể khiến chúng ta sôi máu trước một kẻ tàn tệ lại cũng có thể làm lòng ta lắng dịu trước một tình yêu ngọt ngào xoa dịu vết thương lòng cho người đau khổ bao nhiêu cảm xúc chứa đựng trong hành trình khám phá câu chuyện mà Minh Ngọc muốn mang tới cho các bạn trong câu chuyện của tác giả Hải Tiến xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện cơm nước nấu kiểu này thì ai mà ăn được dẹp đi sau tiếng lá lối là tiếng mâm bát rơi vỡ loàng xoàng hai đứa con ôm nhau khóc ré lên cái khung cảnh này đã quá quen thuộc mà xảy ra như cơm bữa nhưng mà những lần ấy hai đứa con của duyên vẫn không thôi sợ hãi mà khóc lớn duyên vừa dỗ con vừa cắm cúi dọn dẹp mấy chuyện này từ khi lấy chồng tới giờ Duyên đã chịu đựng suốt thôi Không chỉ là mỗi chuyện cơm nước thôi đâu Mà còn ti tỉ là chuyện khác nữa Chồng của Duyên đúng chất là đàn ông gia trưởng Tâm là chồng cô Sau khi la lối một trận om sòm rồi Thì đã dắt xe rời đi Tính anh ta là thế Cứ mỗi lần hầm hè Và sinh sự ở trong nhà xong Thì anh ta cứ dẫn xe ra ngoài Mà ăn uống một mình thỏa thích Mặc kệ mấy mẹ con ở nhà ăn gì duyên sau khi dọn hết đống đổ vỡ trên sàn thì lại phải vội vàng pha tạm cho hai đứa con hai tô mì bởi mâm cơm vừa nãy đã bị tâm hất đổ hết rồi còn đâu mãi thế khuya thì duyên mới tắm rửa và lau dọn và làm hết được mớ công việc nhà còn giang dở cô lại phải dỗ dành hai đứa con lên nằm ngủ nhìn ra cổng vẫn thấy im ắng giờ này tâm vẫn chưa về hai con ngủ rồi nhưng mà duyên vẫn chưa ngủ được Đêm nay không hiểu sao cô vẫn thấy khó ngủ Nằm vắt tay lên chán Mà nước mắt cô trực rơi Khi nghĩ về cuộc hôn nhân gần 10 năm qua của mình Ngày đó đám cưới của cô và chồng diễn ra Trong sự ngưỡng mộ của xóm làng Bởi chồng của cô theo đánh giá của nhiều người Là người có học thức, công ăn, việc làm ổn định Và được cả dòng họ bên nội đánh giá Cao là người có năng lực Mấy bà cô hàng xóm thì cứ bu bám vào nhau mà thầm khen ngợi và bàn tán rằng duyên tốt số, may mắn là lấy được người chồng nông cao giáo đàng hoàng mà trông lại hiền lành có một số bác lớn tuổi thì có cái nhìn khách quan hơn mà đánh giá cặp đôi này cũng tạm gọi là trai tài gái sắc khi mà duyên cũng mới ngấp nghé 24 học xong đại học và cũng đã có việc làm nhà nước cũng tạm gọi là ổn định ngoại hình duyên cũng cao giáo, xinh đẹp da rẻ trắng trẻo cũng nhiều người theo đuổi đấy chứ. Bởi cái thời đấy người ta còn chuộng kiểu cha mẹ sắp đặt hôn nhân nên duyên, nên duyên với tâm là chồng cô bây giờ cũng là nhờ sự mai mối và quen biết của bố mẹ hai bên. Nhìn mọi người đang chúc phúc cho mình, Duyên cũng thầm vui mà quyết tâm nhất định mình sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ đảm đang. Sau ngày cưới thì hai vợ chồng duyên được bố mẹ chồng cho ra ở riêng luôn, chứ không phải làm dâu. Vào cái thời đấy, việc ở riêng sau cưới là chuyện hiếm vì vào cái thời 10 năm trước thì hầu hết nhà nào cưới dâu về đều ở chung với nhà chồng cả. Kể cả những nhà khá giả cũng bắt con dâu phải ở chung ít nhất 3 năm mới cho ra riêng. Thế nên, việc duyên được ở riêng khiến ai cũng trầm trồ khen số cô may mắn khi có nhà chồng tâm lý ngày đó duyên cũng thầm nghĩ là cô may mắn bởi bố mẹ chồng cô đều là giáo viên lại cũng có tư tưởng tiến bộ chứ không cổ hủ như những người cùng thời bấy giờ nên bố mẹ chồng nhất quyết ủng hộ hai vợ chồng ở riêng cho thoải mái và trước giờ chuyện riêng của hai vợ chồng bố mẹ chồng cũng rất ít khi can thiệp đời người mấy ai mà hoàn hảo trọn vẹn bởi vậy nên duyên cũng thế cứ nghĩ có bố mẹ chồng tư tưởng tiến bộ lại quý con dâu chị em gái bên chồng ai cũng hiền lành và tử tế thì coi như là hoàn hảo mỹ mãn rồi nhưng chẳng thể nào ngờ chồng của duyên lại là một người cực kỳ gia trưởng nếu chỉ là khó tính ở một khía cạnh nào đó thì đã khác đằng này trong tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống vợ chồng hầu hết anh ta đều muốn kiểm soát toàn bộ còn nhớ ngày mới cưới về được mấy tháng đầu thì tâm còn tỏ ra tử tế và ít nói nhưng chỉ được mấy tháng sau đó thì anh ta bộc lộ rõ cái bản tính gia trường của mình bữa cơm hàng ngày anh ta yêu cầu phải đủ món nào rau nào thịt nào cá nếu bữa nào không đủ hoặc duyên nấu chưa vừa ý thì chắc chắn sẽ bị tâm càm ràm suốt buổi nếu là ngày trước thì tuy là càm ràm thì tâm vẫn chịu khó ăn, nhưng càng về sau anh ta càng quá quắt mà thẳng tay hất đổ hết cả mâm cơm luôn. Công việc của Duyên là việc nhà nước nên đòi hỏi về ăn mặc chỉn chu tươm tất, một phần là vì tính chất công việc, phần nữa là cũng để phù hợp với chị em trong phòng, chứ mỗi mình cô cứ ăn bận quê mùa mãi thì người ta cũng cười và xét nét nhưng mà tâm kiểm soát luôn cả chuyện ăn mặc của duyên nếu là quần áo giày tất của tâm cô luôn bấm bụng mà mua những thứ đắt tiền thì quần áo của duyên thường là cô chờ có giảm giá hay cũng chỉ lựa hàng chợ loại thường mà mặc nhưng mỗi lần thấy duyên mặc một món đồ mới thì tâm đã bĩu môi mà cạnh khóe gớm làm mới được vài ba đồng bạc chứ gì đã vội tiêu hoang mấy lần như thế thì duyên cũng đành nín nhịn để mà cho ấm êm cửa nhà mấy lần sau đó biết tính chồng rồi nên khi cô có mua bộ đồ mới thì cũng nói khéo là của chị này hay chị kia trong cơ quan mặc cũ rồi nên cho lại ngay cả việc ăn mặc ở nhà tâm cũng yêu cầu cô phải ăn mặc kín kẽ câu cửa miệng của tâm luôn là đàn bà đã có chồng rồi thì phơi thân ra để mời mọc thằng nào cũng chính vì cái lý sự đó của Tâm mà mặc dù Duyên mới ngấp ghé 24 tuổi thôi nhưng mà lúc nào cũng ăn mặc trông quê mùa, nhìn vào chẳng khác nào mấy bà cô 30 tuổi cả. Ngày đó cũng nhiều lần Tâm sinh chuyện rồi cũng kiểm soát Duyên đủ chuyện, lắm lúc. Cô muốn giải thoát cho cuộc hôn nhân này, nhưng mà Tâm lại là người sĩ diện nên anh ta cấm tiệt cái chuyện mà Duyên về nhà ngoại tọc mạch chuyện hai vợ chồng. Vào thời đó, việc vợ chồng bỏ nhau là chuyện hiếm, bởi ở cái vùng quê thời đó thì chuyện ly hôn nó kinh thiên động địa lắm. Nó không chỉ là chuyện trong nhà nữa mà sẽ là chuyện để người đời bàn tán và đưa ra xỉ xào, không chỉ mất mặt hai vợ chồng mà còn là sĩ diện của bố mẹ hai bên, nên lắm lúc duyên cứ định nói ra xong lại thôi. Hồi đó chưa con cái, tuổi lại còn trẻ. Duyên cứ suy nghĩ mãi về chuyện ly hôn, nhưng mà bao nhiêu là rào cản lại thêm điều tiếng, Duyên cứ phải cắn răng mà chịu đựng tính khí của Tâm. Tâm luôn seo và suy nghĩ của Duyên rằng, cái thứ đàn bà mà bỏ chồng thì có cho thêm núi vàng cũng chẳng có thằng ngu nào nó động tới những lời đó tâm cứ gieo vào đầu duyên hàng ngày khiến cho cô luôn mặc cảm về thân phận người đàn bà khổ sở rồi thì tâm chuyển việc nên hai vợ chồng lại phải bán miếng đất ở quê đi mà mua một miếng đất nhỏ ở thị trấn cũng không cách đó là bao xa thời gian đầu chưa có tiền nên cũng chỉ có thể dựng tạm căn nhà lợp ngói bê rô lụp sụp cứ tưởng ở thị trấn thì cuộc sống người ta cũng hiện đại hơn tư tưởng cũng phóng khoáng hơn nên duyên cứ ít nhiều trông chờ cho tâm thay đổi về tính tình nhưng mà duyên đã nhầm khi mà tâm không thay đổi mà càng ngày càng quá quắt hơn sống ở nơi thành phố cứ nghĩ anh ta sẽ tân tiến hơn đằng này anh ta chỉ có thể a dua và học thêm được cái thói càng ngày càng sĩ diện đồng lương của Tâm thì có phần nhỉnh hơn so với Duyên, nhưng mà so với những người ở cái đất thị trấn này thì cũng chưa bằng ai. Thế nhưng mà tất cả mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều là một tay Duyên phải dùng đồng lương của mình để mà trang trải, còn riêng đồng lương của Tâm thì anh ta giữ khư khư hết với lý do là tích góp để xây nhà. Chi phí ở nơi mới thì đất đỏ chứ không như ở quê nên chi tiêu duyên cũng phải bòn trải chắt lót đủ thứ thì mới có thể đủ được. Ấy thế mà mỗi lần duyên về thăm bố mẹ đẻ là y như rằng tâm cứ nhìn ngó và để ý xem cô có giấm dúi gì về cho bên ngoại hay không. Rồi cưới nhau được một năm thì Duyên có thai Thời đó thì chưa có điện đại như bây giờ Nên khi Duyên bắt đầu ngén ngẩm, nôn ẹ mới phát hiện ra là mình có thai cứ mong rằng Duyên có thai rồi thì Tâm sẽ thương con mà đổi tính, đổi nết, đỡ đần cho Duyên mấy công việc nhà. Nhưng mà mọi chuyện chẳng thay đổi gì khác, cho dù Duyên có ngén ngẩm hay mệt mỏi thì Tâm cũng mặc. Anh ta không có động tay động chân vào bất cứ việc nhà nào bởi quan điểm của Tâm thì mấy việc đó là việc của đàn bà đến khi duyên thai nghén lớn rồi không có làm việc được nhiều thì tâm đi ăn ngoài rồi anh ta đưa về cho duyên suất cơm hộp nhưng mà những lần đấy anh ta vẫn ngửa tay ra lấy tiền của duyên Suốt thời kỳ thai ngén dai rằng, chỉ vì để tiết kiệm tiền bạc, để đủ chi tiêu trong nhà, nên Duyên cũng chẳng hề biết đến hộp sữa hay là viên thuốc bổ nào. Còn nhớ lúc đang ngén ngầm, có thèm cái bánh hay trái cây gì, thì Duyên cũng phải lén mua lên cơ quan để ăn, chứ không dám mua về nhà bởi vì tâm sẽ quát cô là tiêu hoang. Chẳng có ai bầu bì mà ốm gầy rộc như Duyên cả. Mấy chị cùng cơ quan thì cứ nghĩ là do Duyên ngén ngầm kén ăn nên người gầy rộc ra. Nên thỉ thoảng mọi người cũng mua cho cô khi thì chút trái cây, khi thì viên thuốc bổ. Nhờ vậy mà Duyên mới đủ sức mà vượt qua được khoảng thời gian thai ngén. Gần tới ngày sinh nở thì Duyên cũng đắn đo mãi mới dám nói với Tâm về cái chuyện cô muốn về nhà ngoại ở cữ cứ tưởng anh ta sẽ phản đối và sinh sự, nhưng không ngờ là tâm lại đồng ý ngay. Ngoài mặt, anh ta khéo miệng bảo ông bà ngoại chăm cháu khéo hơn, rồi thì là về nhà, bố mẹ đẻ cho thoải mái tinh thần. Nhưng sau này Duyên mới biết Việc anh ta vui mừng đồng ý như vậy Là vì Duyên ở nhà ngoại Thì anh ta đỡ tốn tiền Và cũng không phải nai lưng ra nuôi đẻ Thời đấy còn nghèo Nên cũng không có tiền mà đi khám thai Hay siêu âm gì hết Mấy lần Duyên cứ bàn Tâm đi siêu âm xem là con trai hay con gái Nhưng mà Tâm cứ gạt phát đi Ôi dào, cứ vội ra cho tốn kém tiền bạc Mai mốt đẻ ra thì trai hay gái tự khắc biết Bởi vì Tâm cứ cản suốt Nên là gần đến ngày lót ổ rồi Duyên càng nôn nao chờ đón đứa con mình Miệng thì nói là vậy Nhưng mà ngày Tâm trở Duyên lên trạm xá để đẻ Thì anh ta trên miệng cứ suýt xoa Được vậy mà một thằng cu thì tốt biết mấy cũng vì thái độ này của tâm mà cuộc sinh nở của Duyên càng thêm áp lực. Duyên cứ lo là đứa con đầu nên cô muốn sinh ở bệnh viện Thế nhưng mà Tâm vẫn quyết chở cô tới trạm xá Anh ta suốt dọc đường đi cứ lý luận Em khỏe như thế thì cứ sinh ở trạm xá là được rồi Lên bệnh viện vừa xa lại viện phí đất đỏ Chứ có hơn được gì đâu Vì cơn đau đẻ ngày một đang quặn lên nhiều nên Duyên cũng chẳng muốn đôi co mà làm gì nữa. Bố mẹ hai bên tất tả tới trạm xá chở Duyên đẻ. Thấy Duyên đang quằn quại gồng mình lên theo từng cơn đau thì mẹ chồng Duyên đã thốt lên. Sao mà không lên bệnh viện mà sinh đẻ cho đàng hoàng? Tới đây làm chí cho giờ khổ vậy đây. Duyên nhìn lấy tâm chằng chằng mà tủi thân. Thế nhưng mà tâm lại nhìn bố mẹ cười giả lả phân bua. Con cũng bản như thế mà nhà con không chịu đấy chứ. Con đòi phải vào đây mới chịu. Duyên nghe rồi cũng chỉ biết rơi nước mắt vì uất ức. Mẹ cô thấy cô khóc thì cứ nghĩ là vì cô đau, nhưng bà nào biết là Duyên đang tủi thân vô cùng, ngay cả khi cô đang đối mặt sinh tử để sinh con cho anh ta mà người cô gọi làm chồng vẫn tính toán với cô từng đồng. Vật lộn với cơn đau gần như chết đi sống lại thì cuối cùng Duyên cũng sinh được một cô con gái kháu khỉnh và trắng trẻo khi cô y tá trao đứa con cho Tâm, cho dù lúc này Duyên đang mệt mỏi sau trận vượt cạn, tưởng như là kiệt sức, nhưng mà Duyên vẫn nhìn rõ sự thất vọng trong mắt của Tâm khi thấy đứa con này là con gái. Cũng chẳng có gì khó hiểu bởi một người gia trưởng như anh ta thì tất nhiên luôn mong muốn đó là một đứa con trai, nhưng mà lúc này Duyên cũng đã quá kiệt sức, thế nên cô cũng chẳng đủ sức mà để Tâm đến thái độ hờ hững của chồng mình. Rồi những ngày cô ở cữ, duyên ở nhà ngoại nên tinh thần của cô cũng khá lên được chút ít. Sinh đứa con đầu có mẹ chăm chút nên duyên được ở cữ đầy đủ và chăm sóc tử tế, thế nên cô cũng có da có thịt hơn khi so với thời kỳ còn mang thai. Duyên ở cữ đồng nghĩa với việc là cô không thể đi làm, thế nên không có thu nhập mà tiền sữa, thuốc thang cho con thì không thể không có được. Ở nhà ngoại nhưng cũng nào đâu có thể ngửa tay mà lấy tiền ông bà ngoại được thành ra những số tiền đấy tâm phải đưa cho duyên mấy bận tâm đến thăm con anh ta cũng chỉ hờ hững đứng nhìn đứa con nằm ở trên giường chứ cũng chẳng buồn mà bế con lấy một lần Mấy lần đưa tiền cho Duyên, thấy thái độ của Tâm cứ bực dọc bởi bây giờ Duyên đang ở nhà ngoại nên Tâm phải kiềm chế lại cảm xúc của mình, chứ nếu mà chỉ có hai vợ chồng thì không biết anh ta sẽ khó chịu đến mức nào. Còn nhớ cái lần Tâm đến thăm con, khi đấy con bé mới được có hai tháng tuổi, hôm đấy lại trúng cái hôm mà bố mẹ vợ đi đám rỗ ở làng bên, thế nên khi Tâm tới chỉ có hai mẹ con Duyên ở nhà. Tâm bước vào, thấy mâm cơm ở cữ, ê hề là thịt cá. Anh ta lại cau mày mà nhằn nhở. Ăn rồi ngồi không, có việc cho con bú mà ăn uống phung phí như thế này. Bảo sao, tháng nào cũng lấy tiền tôi mà xài như nước. Duyên vừa sinh con xong, nên tâm lý có phần nhạy cảm. Cô cảm thấy ấm ức bởi số tiền ít ỏi 2 triệu đồng mà Tâm đưa cho cô hàng tháng. Còn trả đủ để mà lo tiền sữa và chích ngừa cho con nữa những bữa cơm ở cữ như thế này toàn là một tay bố mẹ cô lo liệu một phần là sót con gái thêm phần nữa nghĩ rằng vợ chồng mới cưới nhau cũng chẳng có dư giả gì nhiều thế nên ông bà cứ cố gắng mà lo cho hai mẹ con chứ thực ra bố mẹ duyên cũng nào có dư giả gì thấy tâm nói như thế cô ấm ức mà trả lời tiền của anh đưa ấy cũng chỉ vừa đủ lo cho con thôi chứ đâu có dư giả gì nhiều sẵn chẳng có ai ở nhà Tâm mới lớn tiếng mà quát tháo Đã chẳng làm ra tiền rồi Lại còn tiêu hoang Bây giờ cô lại hạnh hoẹ tôi Là không nuôi nổi con cho cô hay sao Con gái thì cũng tới đó thôi Nhiều đó là được rồi Sau này nó lớn Nó cũng theo chồng chứ trả lại gì cho tôi Mà bây giờ phải lo lắng cho nó nhiều Nói rồi thì tâm hậm hực bỏ về Mà chẳng thèm nhìn lấy con bé một lần Duyên càng ấm ức Mà tuổi thân khóc lớn khi con bé được ba tháng thì duyên cũng phải bế con về nhà bởi ở cữ mãi bên ngoại cô cũng thấy thương cho bố mẹ mình bởi ông bà cũng còng lưng kiếm từng đồng bạc lại phải lo thêm cho mẹ con cô nữa hơn nữa sinh con mà ở cữ thận ba tháng cũng là quá may mắn rồi ở lâu quá xóm làng lại dị nghị khi đấy lại mệt thêm từ ngày duyên ôm con về tâm lại càng hậm hực bởi anh ta phải lo thêm hai miệng ăn cứ mỗi lần Duyên mở miệng hỏi tiền lại y như rằng những lần đấy tâm sẽ cáu gắt, đay nghiến, chỉ trích Duyên là một kẻ ăn bám. Mỗi lần như vậy, Duyên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, bởi bây giờ cô chẳng làm ra tiền, có phải phụ thuộc từng đồng vào chồng, thế nên dù anh ta có nói gì thì Duyên cũng đành phải nín nhịn cho ấm êm cửa nhà cũng chẳng thể chịu đựng nổi cái cảnh chồng trì chiết hàng ngày về cái việc cô ăn bám. Thế nên con được 6 tháng, cô lại cắn răng mà gửi con đi nhà trẻ và quay lại làm việc. Ban đầu thì Duyên dự tính đã xin nghỉ thêm được 3 tháng nữa, định bụng là con được 9 tháng cứng cáp rồi cô mới đi làm. Ấy thế mà Duyên chẳng thể nào chịu đựng nổi mấy cái lời tàn nhẫn của chồng mỗi khi cô ngửa tay xin tiền cuộc sống phải phụ thuộc vào Tâm khiến cho Duyên cảm thấy thêm áp lực. Nhìn đứa con còn non nớt khóc ré lên khi mẹ đưa đi gửi trẻ, lúc cô quay lưng để đi làm mà cô đau tới xé lòng. Mặc dù Duyên đi làm lại thì đã có thu nhập cũng đỡ phải xin tiền của Tâm, nhưng mà gia đình bây giờ lại thêm một miệng ăn nên mỗi đồng lương của Duyên là không thể đủ được thành ra mỗi tháng Tâm lại góp thêm cho cô một triệu rưỡi để phụ vào tiền nuôi con. Cứ tưởng phải chi ít tiền đi thì anh ta sẽ nhẹ nhàng hơn hoặc ít nhất cũng đỡ nặng lời với Duyên hơn. Nhưng mà cứ tới tháng nhận lương, mỗi lần phải đưa tiền cho Duyên một triệu rưỡi là y như rằng ngày hôm đó anh ta lại cằn nhằn, cử nhử, chê trách cô đủ điều. Vợ nhà người ta ấy, lương cũng từng đấy mà khéo ăn khéo lo, nuôi được cả hai đứa con, Vợ nhà này mới có một mụn con thôi mà bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ. Những lần như vậy, Duyên cũng đành phải cắn răng mà chịu, bởi nếu cô lên tiếng tệ lắm thì cô sẽ bị chửi thêm, hoặc gặp khi tâm đang có chuyện bực mình thì anh ta sẽ đánh cô, rồi lỡ như anh ta không đưa cho cô tiền nữa thì cô cũng lại chật vật thêm, bởi tất cả mọi thứ trong nhà từ gạo, đường, mắm muối, tất thảy đều phải đến tay cô. Khi con bé Hồng được ba tuổi, thì nó ngày nào cũng bám víu lấy chân của Duyên. Thấy bố, nó cứ đưa ánh mắt lạ lẫm mà nhìn. Trẻ con, nó khôn lắm. Ai thương thì nó biết, mà người nào không ưa nó, nó cũng biết luôn. Thế nên, cho dù đang vui cười hò reo là vậy, mà mỗi khi thấy Tâm về nhà là con bé ngay lập tức im bặt mà lùi thổi bám lấy chân của Duyên đi theo mẹ từng bước. Rồi đùng một cái, miếng đất ở quê có đền bù, miếng đất này là hai vợ chồng cô được cấp khi mới cưới nên tính ra cũng là tài sản chung số tiền được đền bù cũng kha khá thế nên tâm quyết định xây nhà bên nội bên ngoại thấy con cái xây được nhà cửa thì cũng mừng hai bên nhà mỗi nhà cũng bòn góp thêm được một chút ít mà hỗ trợ thêm vào cho vợ chồng ấy thế nhưng khi căn nhà khang trang được xây dựng lên thì tâm lại suốt ngày miệng bô bô đi khoe với bạn bè rằng căn nhà này là một tay anh ta gây dựng nên là của ở bên nội cho chứ duyên chẳng đóng góp vào được một ngàn nào cả duyên thì đã quen với cái thói sĩ diện và hênh hoang của tâm rồi nên cô cũng đành cay đắng mà im lặng đôi co mà làm gì miễn là có nhà cho con ở còn việc đóng góp như thế nào tự cô khác biết cô chỉ có ấm ức duy nhất đó là bố mẹ cô cũng chắt bóp từng đồng một để có một chút ít phụ giúp cho con cái xây nhà ấy thế mà tâm phủi sạch anh ta vô ơn đến một cách thật bạc bẽo cứ tưởng có nhà cửa thì cuộc sống cũng đỡ chật vật hơn rồi tinh thần thư thái hơn thì tâm sẽ đổi tính thế nhưng mà cái độ khó khăn của anh ta lại ngày một nhiều hơn anh ta học theo cái thói trường giả, rồi giao du với đám bạn cũng thuộc cái phường gia trưởng, bạc đãi với vợ con. Rồi anh ta lại đem cái thói đó về mà áp dụng trong nhà. Anh ta chê bai đủ điều, cho dù duyên có làm gì, tâm cũng chẳng hài lòng. Từ miếng nước uống hàng ngày cho đến bữa cơm, kể cả cái nhà quét không sạch, anh ta cũng có ý kiến. Cả hai vợ chồng đều đi làm, đồng lương cũng chẳng nhỉnh hơn cô là bao nhiêu, nhưng tâm luôn mặc định anh ta có cái quyền được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi còn duyên lại một mình lầm lũi với cơm áo gạo tiền một đống công việc nhà lại thêm con nhỏ nheo nhóc có nhiều lúc duyên ngồi nghe mấy chị cùng cơ quan nói chuyện với nhau hồi đấy có chị mai cũng vừa mới bỏ chồng chồng của chị ấy nói chung cũng chẳng có điểm gì để chê trách cả bởi mấy lần gặp mặt cách mà anh ấy thể hiện khiến cho mấy chị em trong cơ quan cũng thầm đánh giá anh ấy là một người chồng tốt vậy mà chỉ vì anh này theo bạn bè nhậu nhẹt say xỉn một lần anh mất kiểm soát mà đánh chị mai một cái cũng chỉ vì một cái tát mà chị mai cương quyết ly hôn người chồng cho bằng được mấy chị em trong cơ quan cứ khuyên can chị mai là nên cho chồng một cơ hội nhưng chị mai vẫn cương quyết từ chối đối với chị mai đã có một lần đánh chị thì sẽ có lần thứ hai thứ ba đối với người đàn ông mà không có chính kiến làm chủ theo bạn bè uống rượu đến mức say xỉn về nhà đánh vợ con thì điều đó chẳng thể nào chấp nhận được vào cái thời đấy, việc bỏ chồng là chuyện tày đình, thế nên chuyện của chị Mai nổi tiếng đến nỗi mà cả cơ quan ai cũng biết, đi tới đâu cũng nghe tiếng người ta nói bàn tán về chuyện vợ chồng của chị Mai. Mà quả thực cái thời đấy, ai cũng đang chìm trong cái sự cổ hủ, thế nên khi nói đến cái chuyện chị Mai là vợ mà chủ động ly hôn chồng thì người ta chỉ cười cợt đem ra làm trò chế giễu chứ không ai nhìn nhận vào vấn đề mà chị mai đang gặp phải nhiều người đàn ông là đồng nghiệp của duyên cũng làm trong nhà nước có ăn có học trông thì có vẻ trí thức nhưng khi nhắc đến chuyện của chị mai người ta lại cười nửa miệng mà chế giễu thói đời làm gì có cái chuyện đàn bà mà đòi bỏ đàn ông đàn ông bỏ vợ rồi muốn lấy bao nhiêu người nữa mà trả được còn cái thứ đàn bà bỏ chồng ra rồi thì để xem có ma nào nó nhìn rõ là cố chấp chỉ là một cái tát mà làm mình làm mẩy gặp vợ tao ấy, thì thoảng tao cũng cho thế mà nói im thiên thít chứ làm loạn lên rồi còn đòi ly hôn thế này thì sẽ biết tay tao đó là những lời mà Duyên nghe được từ những người đàn ông nói chuyện với nhau. Duyên cũng chẳng thể nghĩ được bọn họ đều có học hành đàng hoàng, đều tiếp xúc xã hội. Nhưng chính bản chất của họ cũng là những người sống vũ phu, gia trưởng chỉ có mặc lên cái quần tây áo sơ mi, thêm cả một cái kính nữa là đạo mạo tạo nên hình tượng có tri thức, nhưng thực ra thì trong suy nghĩ của bọn họ, đàn bà vẫn là bậc thấp. Duyên thì nghĩ khác, Duyên cảm thấy chị Mai thật là mạnh mẽ, vào cái thời đó, Duyên cứ nhìn chị Mai và thầm ngưỡng mộ. Cô cũng ước, giá như mình được mạnh mẽ như chị Mai thì tốt biết mấy, cô sẽ chẳng cần người chồng như tâm mà sẽ mạnh dạn ôm con để sống một đời độc lập. Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, sự thật ở cái xã hội thời đó và thẳng vào mặt của Duyên đều cay đắng rằng việc ly hôn thật sự rất khó khăn. Có thể Duyên sẽ chịu đựng được điều tiếng của người đời, nhưng con của cô thì không, con của cô lại là con gái nữa. Liệu rằng sau này khi con cô được gắn cái mắc có cha mẹ bỏ nhau thì không biết nó có chịu đựng được không và phải đối diện với bạn bè như thế nào càng nghĩ Duyên lại càng trở nên dối bời và giam mình vào trong cái mớ bỏng bong giữa những áp lực cuộc sống, sự ức chế về tâm lý khi phải sống với một người chồng như Tâm. Rồi khi con bé Hồng được 6 tuổi thì Duyên sinh thêm đứa thứ hai. Lần này trời thương cho cô một đứa con trai, thế nên lần sinh nở thứ hai này của Duyên cũng không quá khổ cực như những lần trước. Lần sinh thứ hai này, duyên không ở cữ nhà ngoại nữa mà cô về nhà của mình mặc dù sinh con trai nên tâm hớn hở vui mừng khi mình đã có một thằng chống gậy anh ta khoe mẽ với bạn bè về việc mình đã có một con trai thế nhưng mà trong những ngày ở cữ duyên cũng phải lọ mọ mà tự lo lắng cơm nước làm công việc nhà mang tiếng là ở cữ nhưng mà chỉ vừa nằm được mấy ngày cho lại sức thì duyên cũng phải sắn tay áo và làm việc nhà rồi chăm con còn tâm thì mặc nhiên Cũng chẳng đoái hoài gì Có chăng thì thi thoảng Anh ta sẽ bế cu con một lát mà thôi Cũng may là con bé Hồng Nay đã 6 tuổi Nó cũng đã đủ lớn Để cho Duyên có thể nhờ nó Những công việc vặt Bé Hồng Tuy còn nhỏ, nhưng sống với tâm lâu ngày thì nó cũng dần trở nên già dặn hơn và dường như là lớn trước tuổi, nó hiểu chuyện và thương mẹ nên duyên cũng được đỡ đần nhiều hơn khi thằng đoàn là đứa con trai thứ hai được một tuổi thì tâm quyết định mua xe ô tô số tiền đấy là số tiền lương mà anh ta tích góp được trong suốt khoảng thời gian cưới nhau tới bây giờ ngày mà tâm nói ra chuyện anh ta mua xe ô tô tâm đã xòe tay trước mặt duyên mà hỏi tiền đóng góp cho đến khi Duyên lắc đầu mà bảo không có Thì anh ta trợn tròn mắt mà ngạc nhiên Như thể Duyên vừa kể một câu chuyện viễn tưởng Xong rồi anh ta lại bĩu môi mà nhằn nhở Cái thứ đàn bà như cô ấy, Làm ăn cả đời cũng chẳng loi ra được một đồng Kể cả không có thằng này Khéo rồi cả nhà cũng chết đói Duyên tầm này thì cô không còn cam chịu như trước Tuy là ngoài mặt cô chẳng nói ra Nhưng trong lòng cô cũng chỉ khẽ mà cười thầm Cách anh ta nói chẳng khác nào Là chỉ một mình anh ta nuôi được cả cái gia đình này Từ ngày lấy chồng về đến giờ Đồng lương của Duyên lo toan hết tất tần tật Mọi thứ trong cái nhà này Có chăng chỉ là tiền của Tâm đóng thêm vào Sau này 2 triệu để nuôi hai đứa con nhưng mà số tiền ít ỏi đó làm sao mà đủ khi mọi thứ giá cả ngày một tăng lên mọi chi phí nó cũng ngày một nhiều lên thế nhưng mà số tiền mà anh ta đưa cho cô thì vẫn vậy nhiều lúc nghĩ mà duyên cũng thấy tủi thân khi mà lấy chồng bao nhiêu năm nhưng chưa hề mua được cho bố mẹ mình một món quà cho tử tế càng nhìn lại bản thân mình càng ngày càng tàn tạ khiến cho duyên lại càng thấy buồn thêm cô không than thở cứ nghĩ là tâm cũng biết được một mình cô đã chật vật lo lắng chuyện cơm nước khó khăn như thế nào ấy thế mà không ngờ anh ta lại có thể mở miệng nói ra những lời như vậy anh ta nào biết có những tháng con ốm đau phải đi viện những khi ấy duyên lại phải vay mượn tiền của những chị em trong cơ quan rồi khi chờ tới kỳ có tiền thưởng lại trích ra để bớt mà trả nợ cuộc sống của Duyên trong suốt những năm qua hầu như toàn phải lấy ngắn cắn dài như thế, chứ làm gì có chuyện tâm chia sẻ gánh nặng kinh tế cho cô đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Duyên cũng chẳng nói ra, bởi với con người như Tâm có nói thì cũng chẳng là bao biện. Mà nếu như anh ta có hiểu thì Tâm cũng sẽ giả vờ như chẳng hiểu mà thôi. Bởi vốn dĩ, anh ta chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện Duyên đã phải chật vật như thế nào rồi cũng tới ngày tâm đưa xe về cái xe cũng kha khá tiền nên tâm cũng vì thế mà vinh mặt với đời lắm anh ta cứ đi khoe mẽ với đám bạn mình về cái xe này khi mua xe cũng là anh ta đi mua một mình tự chọn loại xe cho đến màu sơn chứ chẳng hề nhắc đến duyên bất kỳ một lời nào hôm đưa xe về đứa con gái thích thú và vỗ tay gieo hò vui lắm ấy thế mà khi con bé vừa định đụng vào cánh cửa xe thì tâm đã gắt lên cái tay cái tay táy máy làm chóc sơn xe thì tao cho chết bây giờ con bé hồng thấy bố cáu gắt như vậy thì sợ hãi mà lùi lại về sau nép và sát người duyên thời gian đầu khi mới mua xe về thì tâm chỉ để đi một mình chứ không có chở vợ con đi đâu hết nhưng mà mãi như vậy cũng có vài ba người hàng xóm để ý nên anh ta đành miễn cưỡng mà chở mẹ con duyên đi chơi để người ngoài khỏi dị nghị duyên còn nhớ cái hôm mà tâm thông báo sẽ chở mẹ con cô về thăm nhà nội bằng xe ô tô thì con bé hồng đã vui tới nỗi mà nhảy cẫng lên bởi vì từ hôm tâm đưa xe về tới nay thì con bé cứ đứng nép ở góc nhà mà nhìn chiếc xe chằm chằm chứ không dám sớ sớ lại gần vì sợ bố mắng đêm trước khi về thấy con bé hồng cứ nôn nao mà không ngủ được nhìn con bé mừng như thế thì duyên lại càng thấy thương con cứ tưởng là tâm thật tâm muốn cho mấy mẹ con đi xe nào ngờ ngày hôm sau khi tâm vừa bế thằng đoàn ngồi lên xe đã ngay lập tức nhận được một lời mai mỉa từ tâm đã chẳng góp được xu nào để mua xe mà còn leo lên ngồi như thế này không biết ngượng duyên sững người khi thấy tâm phân định rạch ròi từng đồng xu các bạc với cô người ta cứ bảo của chồng công vợ không có cô lo toan hết mọi thứ trong nhà thì tâm lấy đâu ra dư giả để có được những thứ như hôm nay cô điếng người trước lời mỉa mai của tâm lòng tự trọng của cô không cho phép mình ngồi nán lại thêm một giây nào trên chiếc xe này nhưng khi thấy con bé hồng đang sung sướng mà đưa tay sờ soạng từng xứ trên xe lại khiến cho duyên thấy chạnh lòng thế nên cô lại đành cắn răng mà ngồi xuống chấp nhận tiếp tục nghe những lời mai mỉa đầy chua sót của tâm cũng từ ngày hôm đó mà duyên xác định rõ về chồng mình, với một người đàn ông rạch ròi từng đồng với vợ con thế này thì nếu như duyên không biết phòng thân mà chỉ nhất nhất lo toan hết trong nhà thì sau này nếu lỡ cô ốm đau bệnh hoạn thì không biết chồng cô sẽ đối xử với cô thế nào. Chưa kể lỡ như sau này nếu một ngày chồng cô thay lòng đổi dạ thì khi đấy sợ rằng ba mẹ con cô sẽ phải rời căn nhà này đi trong tay trắng cũng chính vì chuyện này mà sự quyết tâm phấn đấu của duyên mới ngày càng mạnh mẽ hơn cô không muốn phải dẫm chân tại chỗ như thế này mãi ngay thời điểm đó cơ quan của duyên có đợt đề cử đi học nâng cao đây là cơ hội tốt vì vừa được học miễn phí lại thêm sau đó cơ hội thăng tiến cũng cao hơn Mấy chị em trong cơ quan mặc dù cũng nhìn thấy được lợi ích từ việc này, nhưng mà tầm đó mấy chị ai cũng bận chuyện gia đình và lo cho con nhỏ nên cũng đành tiếc rẻ mà bỏ lỡ cơ hội tốt này. Duyên vào lúc đó cũng đấu tranh tư tưởng lắm, bởi duyên khao khát khóa học này, bởi bình thường có tiền cũng chưa chắc đã có thể mà học được mấy anh đàn ông trong cơ quan thì hồi hởi mà đăng ký đi học bởi mấy ông ấy nào có vướng bận gì đâu còn duyên thì đắn đo mãi bởi cô có hai đứa con nheo nhóc thêm nữa nếu nói ra chuyện học hành này thì chắc chắn là tâm sẽ phản đối bởi theo quan điểm của anh ta thì đàn bà có học nhiều thì cũng chỉ quẩn quanh xó bếp duyên sau một ngày ngồi nghĩ mãi thì cuối cùng cũng quyết định đăng ký đi học rồi cô sẽ tìm cách nói chuyện với tâm sau một tuần sau là bắt đầu học rồi nên hôm nay duyên dự định nói chuyện với tâm việc này thế nhưng mà mọi chuyện lại diễn ra như vừa nãy khiến mọi lời định nói ra lại bị ngăn lại duyên khẽ thở hắt ra mà chằn chọc cố du mình và giấc ngủ con nằm nghĩ về tâm chắc có lẽ nghĩ tới sáng cũng chưa hết chuyện vừa mới thiếp đi được một chút thì duyên nghe tiếng mở cửa xoành xoạch bên ngoài là tâm về nhưng mà Duyên cũng thấy mệt mỏi trong người nên cô cũng chẳng muốn dậy mà mở cửa như những lần trước nữa. Bóng dáng, lưu siêu của tâm hát lên vách tường. Thường những lần tâm bực bội chuyện trong nhà thế này là kiểu gì cũng tụ tập đám bạn mà uống rượu. Thế nên việc tâm về nhà trong tình trạng lừ đừ thế này cũng không có gì là lạ cả thế nhưng mà thay vì anh ta qua phòng khác ngủ như mọi khi thì hôm nay anh ta lại lần mò về phía duyên đang nằm đúng là tâm đang có nhu cầu và mỗi lần như vậy thì anh ta cứ việc sấn sổ lại phía duyên mà đè lên cô mà thỏa mãn mà chẳng cần biết cô có đồng ý hay không những khi ấy duyên chỉ biết cắn răng mà chịu đựng chứ cũng chẳng thể nào phản ứng bởi từ ngày mới cưới về tâm đã mặc định cho duyên là chuyện này thì vợ phải có nghĩa vụ phục vụ chồng có mấy lần duyên kháng cự đều bị tâm đánh đến cháy má thế nên sau nhiều lần bị ăn đòn thì duyên cứ chấp nhận cam chịu mà trơ mắt nhìn tâm cứ hùng hục trên thân thể mình Nói không hoa, chứ từ ngày cưới Tâm về tới nay, chắc có lẽ cũng chưa một lần nào Duyên cảm nhận được cái cảm giác được gọi là thăng hoa trong chuyện vợ chồng. Bởi lần nào cũng vậy, Tâm cứ hùng hục như hổ đói mà thỏa mãn những xúc cảm của riêng mình, chẳng cần biết Duyên cảm thấy như thế nào hay cô có mệt hay không. Nhiều lúc, khi Tâm đã thỏa mãn rồi thì anh ta nằm vật sang kế bên mà gáy o o khi này duyên cứ nằm tơ hơ mà tuổi phận lắm khi cô rấm dứt mà khóc một mình nhưng mà khóc chán rồi thì cũng chỉ biết tự lau nước mắt mà thôi từ khi mới lớn cô đã được mẹ dạy cái chuyện hoan ái vợ chồng là chuyện đại kỵ mà phụ nữ không được nhắc tới trên miệng bởi chỉ cần để lộ ra những ham muốn của bản thân hay quá tự do thể hiện cảm xúc thì sẽ bị đánh giá là người đàn bà dễ dãi và bị đàn ông coi thường cũng vì những điều mẹ răn dạy và với một người chồng cổ hủ như tâm đã tạo nên một người đàn bà cam chịu như duyên. Thế nên, lần này cũng vậy, khi tâm đang kéo vật duyên nằm ngửa ra thì cô cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài mà nằm im cho anh ta hành sự. Cô cứ cắn răng chờ cho chuyện này chóng qua để mà còn có thể ngủ được đôi lát. Chứ thực tâm, thân thể cô từ lâu đã chẳng thể cảm nhận được chút cảm giác gì. Duyên cứ nhắm mắt mà chịu đựng, một giọt nước mắt bất giác trực trào ra, nhưng mà Duyên phải nhanh chóng kìm lại. Trước mặt chồng mình, ngay cả chuyện để nước mắt rơi, Duyên cũng phải nhìn ý tứ từ trên mặt chồng thì mới dám khóc. Duyên nghiêng mặt để cho giọt nước mắt lén lút rơi, cái phận đàn bà như cô nghĩ sao mà cay đắng. Nằm nghĩ suốt một đêm, cuối cùng thì Duyên cũng quyết định là sẽ không có nói thật cho Tâm biết về chuyện mình đi học bởi chắc chắn anh ta sẽ ngăn cản. Sáng nay, thấy tâm tình của Tâm có vẻ tốt hơn hồi tối nên Duyên cũng tìm cách mà nói chuyện. Sắp tới, chỗ cơ quan nhiều việc nên em phải ở lại làm thêm giờ tới tối. Tâm nghe vậy thì bĩu môi, lương được ba cọc ba đồng mà còn bay đặt làm thêm giờ nữa. Tôi cứ tưởng cô làm quan chức cô đấy. Duyên chỉ im lặng mà không giải thích thêm bởi cô biết chắc nếu cô nói thêm một câu thì chắc chắn Tâm sẽ nổi khùng lên mà đay nghiến như sực nhớ ra điều gì. Tâm lại lên tiếng, công việc của cô thì coi đó mà tự sắp xếp, nhưng con cái thì tự đi mà lo, chứ đừng có đổ vạ cho thằng này. Duyên cũng tính trước chuyện này nên cô trả lời dứt khoát, con thì em sẽ gửi về ông bà ngoại để nhờ ông bà chăm dùm, cuối tuần thì em sẽ đón con về. Tâm nghe thấy vậy thì mắt sáng rỡ mà tuyên bố Nếu con mà gửi về ông bà thì tôi khỏi chu cấp tiền ăn cho tụi nó nữa nhá Tụi nó có ăn mấy đâu nên ăn chung với ông bà cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi Duyên biết là chồng mình vốn keo kiệt với vợ con Nhưng mà cô không thể ngờ là anh ta có thể tính toán tới mức này Nhưng để được việc thì Duyên cũng đành phải đồng ý với Tâm Chứ nếu cô cãi lời thì lại sợ anh ta làm um chuyện lên mất Cũng vì Duyên đồng ý chuyện này nên Tâm cũng đỡ đi được 2 triệu một tháng. Thành ra, anh ta vui vẻ hẳn mà sách cặp đi làm, còn Duyên cũng đã hợp thức hóa được chuyện đi học mà cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Trước hôm mà lớp bắt đầu học thì Duyên ôm con về gửi bố mẹ, ông bà thì lâu ngày không được gặp cháu nên vui mừng lắm hơn nữa duyên cũng bảo với mẹ chuyện cô đi học nâng cao nên nhờ mẹ chăm cháu và tất nhiên thì với con gái bố mẹ cô chẳng chối từ điều gì mặc dù duyên đi học nhưng mà tâm vẫn yêu cầu cô phải lo chuyện cơm nước trong nhà nên là ban trưa thường thì duyên sẽ ở lại cơ quan để nghỉ trưa nhưng nay cô phải học tốc chạy về để lo cơm nước cho tâm Cô nấu hì hục rồi để lên bàn và đậy lồng bàn lên đấy, chiều về tâm sẽ hâm lại cơm mà ăn. Điều này là tâm bắt buộc nên dù muốn dù không thì duyên vẫn phải làm thế, nên ban trưa sợ không kịp thời gian nên sáng sáng duyên phải dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn mà bỏ sẵn vào tủ lạnh và trưa về chỉ việc nấu cho nhanh. Lớp học của Duyên bắt đầu từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối, lớp chủ yếu là nam, nhiều người từ các cơ quan khác cũng tới đây học chung, tập hợp thành một nhóm lớp, lác đác chỉ vài ba người nữ trong đó có duyên nên mấy chị cứ co cụm lại mà ngồi chơi với nhau mỗi khi giải lao mà thôi mặc dù gửi con cho ông bà ngoại thì duyên yên tâm rồi nhưng mà nhiều lúc thấy nhớ con mà duyên cứ khóc mãi mặc dù ngày nào duyên cũng gọi điện về nhà để được gặp con rồi việc học tuy là miễn phí nhưng mà chi phí mua sách vở cũng phải có nên duyên tằn tiện hết mức để bù vào những chi phí phát sinh đó lại thêm, Tâm cũng không đưa cho cô đồng nào nữa, nên mọi chi phí trong nhà càng trở nên chật vật. Mấy lần, Duyên có đưa tiền ăn của hai đứa nhỏ cho bố mẹ, nhưng mà ông bà không lấy. Mặc dù Duyên không nói ra, nhưng mà lần nào Duyên về cũng thấy cô ăn mặc tành toàn quá, nên bố mẹ cô cũng phần nào đoán biết được cuộc sống của cô cũng còn chật vật. Mấy bận Duyên cứ nài mẹ lấy tiền Thì ông bà bảo ở nhà ăn uống chẳng tốn, gạo tự trồng, nuôi được gà, trồng rau trong vườn nên cũng chẳng phải lo, thế nên con cứ cất đó mà lo việc học. Biết là mẹ nói như thế, nhưng mà Duyên biết là ông bà cứ nhịn miệng cho hai cháu ăn ngon. Thằng Đoàn còn nhỏ, nó không biết, chứ con Hồng, nó lớn rồi, nên nhiều bữa về, nó mách mẹ. Duyên nghe mà ứa nước mắt. Con với em Đoàn, bữa nay được ăn cơm với thịt, còn ông bà chỉ ăn mỗi canh rau thôi. Nghe con nói, mà duyên càng tủi thân bố mẹ cô nuôi cô lớn bằng ngần này đã chẳng đáp đền được gì được cho bố mẹ mà nay lại còn phải lo thêm cả cháu nữa lắm lúc tủi phận duyên lại nghĩ giá như mà tâm đừng quá xét nét tiền bạc thì cô cũng không trở thành đứa con bất hiếu thế này càng nhìn bố mẹ khổ về mình lại càng ngày chứng kiến cảnh tâm tệ bạc với mình mà duyên lại càng quyết tâm học hành giỏi giang hơn có lẽ cũng vì duyên quyết tâm cao nên cô học cũng có phần nổi trội hơn mọi người trong lớp lắm lúc áp lực công việc cộng thêm những lo toan cơm áo gạo tiền rồi lại thêm những lần tâm gây sự mà chửi bới hay đánh cô nhưng những điều đó không làm cho duyên nản lòng mà ngày càng cố gắng hơn để mong một ngày có thể thay đổi cuộc sống hiện tại mới đó mà duyên cũng chịu khó với cái cảnh đầu tắt mặt tối vừa học vừa làm như thế này hơn một năm rồi thời điểm này là thời điểm giao thoa giữa nhịp sống hiện đại nhờ công nghệ nên mọi thứ đổi thay một cách chóng mặt miếng đất mà vợ chồng cô mua ngày nào để xây nhà bỗng chốc lên giá nhanh khủng khiếp chắc có lẽ cũng là vì chỗ cô đã ở từ thị trấn lên thành phố nên được giá nhanh như vậy ngày đó Hai vợ chồng mua miếng đất này chưa đầy 100 triệu mà đùng một cái giờ lên bạc tỷ cũng chính vì thế mà tâm lại ôm cái sự may mắn này mà hênh hoang với đời vì sự giàu có chóng vánh này. Tâm nay cũng được thăng chức rồi, lương thì cũng không tăng hơn được bao nhiêu, nhưng mà được thêm cái danh hão, duyên cũng chẳng nhận được lợi ích gì từ việc này mà chỉ có khổ thêm bởi từ ngày tâm lên chức, anh ta lại càng trịch thượng và coi thường duyên thêm mà thôi. Lắm khi Tâm lại lôi đám bạn bè tới nhà nhậu nhẹt để khoe mẽ về nhà cửa và chức danh của mình. Những khi ấy, Duyên lại phải đành bỏ làm mà ở nhà chuẩn bị cơm nước cho Tâm mời bạn. Tối nay, khi Duyên tới lớp thì nhận được thông báo từ giáo viên. Người thầy khá lớn tuổi, bỏ cặp kính lão xuống, nhìn lớp một lượt mà buồn buồn thông báo: "Hôm nay là buổi cuối cùng tôi dạy các anh chị, bởi tôi vừa nhận được thông báo điều chuyển lớp." từ mai các anh chị sẽ có giáo viên mới tới nhận lớp điều mà thầy vừa nói khiến ai cũng ngạc nhiên bởi hơn một năm trời học chung với nhau ít nhiều gì tình thầy trò cũng nhiều tình cảm suốt của buổi học duyên cứ buồn mà chẳng thể nào tập trung được khi lớp vừa kết thúc thì thấy thầy giáo đã gọi duyên lên gặp riêng thấy duyên thầy đã mang cho cô một thùng giấy nhỏ ôn tồn mà dặn dò tôi thấy em là người chịu khó và chăm học nhất lớp nếu em chú trọng học hành nghiêm túc tôi tin là tương lai em sẽ tốt hơn bây giờ. Nói xong, thầy giáo đẩy thùng giấy về phía Duyên. Đây là những tài liệu tôi đã siêu tầm trong nhiều năm. Tôi tặng cho em, hy vọng chúng sẽ giúp ích được cho em sau này. Về giáo viên mới thì tôi cũng đã gửi gắm em cho người ta rồi, nên em cứ yên tâm mà học tập. Thầy trò đứng trò chuyện qua lại đôi câu rồi thì thầy rời về. Nhìn bóng lưng thầy đang khuất xa dần mà Duyên cứ chạy lòng. Thầy rời đi gấp quá nên Duyên chẳng kịp chuẩn bị cho thầy được món quà gì, cô cảm thấy mình may mắn khi được thầy quý mến như vậy. Thùng tài liệu mà thầy giáo tặng Duyên cũng phải để tạm ở cơ quan để khi rỗi thì cô lấy ra đọc chứ không thể đưa về nhà bởi nếu tâm thấy thì anh ta lại xỉa sói. Trong mắt tâm thì đàn bà cũng chỉ là dạng chân yếu tay mềm nên cô học hành cho lắm cũng chẳng bao giờ bằng được đàn ông cả, nên cứ mỗi lần thấy Duyên ngồi cặm cụi sách vở là từng đó lần tâm xỉa sói đến nhức cả đầu. Thầy giáo mới của Duyên là thầy khoa, gọi là thầy vậy thôi, chứ thầy hơn Duyên có 5 tuổi, thầy là sinh viên giỏi, lại còn tốt nghiệp ở trường đại học danh giá về. Thầy có mấy bằng tốt nghiệp loại giỏi, nhưng mà nghề nghiệp chính của thầy hiện tại bây giờ là luật sư đồng thời cũng kiêm luôn là giảng viên để giảng dạy cho những người học thêm như duyên thông tin về thầy cũng không nhiều những gì duyên biết về thầy khoa cũng chỉ có từng đó thầy nhìn trẻ hơn với tuổi dáng người cao giáo thư sinh tuy chưa có tiếp xúc nhưng nhìn điệu bộ cử chỉ thì duyên cũng đoán thầy ấy là người điềm đạm và nhẹ nhàng trong lớp học, mấy chị em cứ kháo nhau về thầy Khoa, người nào cũng tò mò về đời tư của thầy ấy, bởi cả cái vẻ ngoài bảnh trai, lịch lãm và có học thức ấy thì cũng khiến không ít chị em thầy Khoa mà cũng có vài phần ngưỡng mộ. Buổi học đầu tiên kết thúc, khi Duyên chuẩn bị ra về thì thầy Khoa đã gọi Duyên lại, cô cũng không biết sao thầy gọi mình, nhưng rồi cũng chậm rãi mà tiến lại. Duyên vừa tới trước mặt thì thầy Khoa đã hồi hởi mà chào hỏi, "Chào em." Em là Duyên phải không? Dạ đúng ạ. À. Thầy gọi em có chuyện gì vậy? Vẫn là nụ cười đầy chết người ấy, thầy khoa chìa tay ra bắt tay làm quen. Chào em, tôi có nhận được lời mời gửi gắm em của giáo viên trước đây. Nếu trong quá trình học có gì không hiểu, em cứ hỏi tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Duyên cũng ngại ngùng mà đáp lại. Mới ban đầu mà thầy đã nhiệt tình thế này, khiến cho Duyên cũng có chút ngại, cô bối rối mà đáp lời. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. À. Lại là nụ cười chết người đó, khoa cười mà đáp lại, tôi cũng không hơn em quá nhiều tuổi đâu, nên ngoài giờ học cứ gọi là anh đi cho dễ nói chuyện. Và cũng từ đấy, duyên có thêm một người bạn để cùng chia sẻ chuyện học hành. Mấy dạo trước, chị Hương làm chung cư với duyên cần tiền gấp nên ngỏ ý muốn bán rẻ miếng đất cho vợ chồng duyên, còn nhớ lần đấy, sau khi duyên bàn bạc thì Tâm đã biểu môi chê bai, gớm, cô có, có mấy đồng mà bày đặt mua đất mặc dù tâm có xỉa sói cô nhưng mà phần vì muốn giúp đỡ chị hương phần nữa duyên cũng thấy miếng đất đó khá rẻ nên vẫn kiên trì một mực bàn tâm mua lại miếng đất đó có lẽ cũng nhờ duyên kiên trì mà cuối cùng thì tâm cũng đồng ý mua đợt đấy cũng phải vay mượn thêm mới đủ nhưng mà hàng tháng thì có lương của duyên lo toan trong nhà rồi nên phần lương của tâm tập trung mà trả nợ hết nên cũng chẳng mấy chốc mà dứt nợ nay tự nhiên đùng một cái miếng đất đấy nằm chém trệ cạnh khu dự án bạc tỷ nên miếng đất cũng lên giá cao vút. Tâm lấy đó mà mừng dơn lên, anh ta không ngừng tự hào và khoe mẽ với mọi người rằng nhờ anh ta nhìn xa trông rộng mới có được miếng đất đó. Mấy dạo có người hỏi mua, Tâm đều từ chối vì để chờ đất lên giá thêm. Khi mà Tâm cầm cuốn sổ đỏ đã được sang tên, thấy cái tên của Duyên cũng nằm cạnh mình mà anh ta khó chịu lại cạnh khoe Duyên gớm nếu mà không có thằng này gồng lưng trả nợ thì giờ cô cũng chẳng có lấy một xu kể như cô cũng sướng nhỉ cứ ngồi không mà hưởng lợi duyên khẽ than thầm cô cũng được cái tiếng chưa nào được miếng gì mang tiếng có nhà cao cửa rộng đất bạc tỷ ấy thế mà cô vẫn phải tằn tiện chắt lót từng đồng hơn một năm qua cũng may là hai đứa con có ông bà ngoại nuôi dùm nên cô mới đỡ ra được đôi đồng tâm nói như thể mình anh ta mua nổi miếng đất ấy nếu ngày đó cô không bàn anh bằng được, chắc giờ anh ta đã có tiền mà hinh hoang. Hơn nữa, nếu Duyên không khéo chi tiêu thì chắc gì tâm có dư tiền ra mà trả lợ. Nhưng mà thôi, những chuyện này Duyên cũng quen rồi. Trước giờ tâm lúc nào trả khoe mẽ với người ngoài rằng tất thảy mọi thứ trong nhà này đều là do anh ta làm ra. Bởi vì việc nhiều, lại thời gian gấp gáp, nên ban trưa sau khi chuẩn bị cơm xong thì Duyên sẽ bỏ cơm và cặp lồng để sau khi tan làm cô sẽ tranh thủ ăn luôn, đỡ cho bữa tối. Một phần là đỡ thời gian, phần nữa là để tiết kiệm. Bởi ít nhiều gì, phần cơm cũng mấy chục ngàn rồi, mang đồ ăn đi thế này, vừa sạch lại vừa tiện. Chiều nay, duyên tan tầm sớm vừa hay chỗ học cũng có lò vi sóng để hâm lại cơm nên duyên tranh thủ chờ mà hâm nóng đồ ăn khi cô vừa ngồi xuống góc bàn ở căng tin thì đã nghe giọng nói quen thuộc tôi ngồi đây được không duyên ngước lên thì thấy đó là khoa anh đang đối diện cô và cười tươi rạng rỡ và cũng vì điều này nên duyên cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cả khoa ngồi xuống trên tay anh là một ổ bánh mì không duyên có chút tò mò mà hỏi bữa tối anh ăn chỉ thế này thôi à khoa có chút ngại mà trả lời ờ um, thì một thân một mình với cả công việc nhiều nên tôi cũng nào có thời gian đâu đến khi này thì duyên mới biết là khoa còn độc thân thể nào đôi lần cô để ý nút áo chỗ cổ tay anh bị bung có khi áo sơ mi có nếp áo còn hơi nhăn những khi ấy duyên còn thầm đánh giá rằng vợ của anh chắc là một người khá vô tư thế mà ai ngờ anh ở tầm tuổi này còn lẻ bóng một mình duyên nhanh nhẹn tới quầy mượn thêm một cái bát cô san cơm ra làm hai nhiệt tình mời anh ăn cơm cùng anh ăn chung với em đi em đưa cơm nhiều nên một mình cũng ăn chẳng hết khoa cũng có chút ngại nhưng mà nhìn những món ăn mà duyên nấu rất thơm và bắt mắt nên cái bụng anh cũng réo sôi lên vì đói quả thực để chiếm được cảm tình của đàn ông chỉ cần qua đường dạ dày mấy món mà duyên nấu rất hợp khẩu vị với khoa trông anh ăn một cách ngon lành thế này khiến cho duyên cũng cảm thấy vui lây khoa vừa ăn vừa tấm tắc khen cô duyên nấu ăn ngon thật đấy tôi ăn hết phần của cô rồi duyên cũng cười sởi lời em nấu còn vụng chứ cũng chưa dám nhận là ngon đâu ạ à? khi này thì giọng của khoa dần trở nên nghiêm túc đây là lần đầu tiên tôi được người khác nấu cho để ăn đấy duyên chợt sững người trước biểu cảm có phần trầm buồn của khoa cô cứ hồn nhiên mà hỏi han thế mà anh không nấu cho anh ăn à tôi mồ côi. Lời mà Khoa vừa nói khiến cho Duyên cảm thấy mình là một người vô duyên hết sức. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng trong những lời mình định chuẩn bị nói ra. Nhìn ánh mắt u buồn của anh lúc này, cô cảm thấy mình thật có lỗi khi vừa khơi ra chuyện buồn của anh. Cô cúi đầu mà nói chuyện có chút chậm rãi. Em xin lỗi, em không biết điều đó. Khoa lại cười, vẫn là nụ cười hiền hậu và dạng dỡ ấy. Không sao mà, cô không biết chuyện này nên sao mà trách cô được với cả tôi cũng dần quen rồi nói rồi nhưng mà khoa thấy duyên vẫn có chút ngại ngùng nên anh lại cười đùa hay nếu cô thấy có lỗi thì thi thoảng xới thêm cho tôi chút cơm như thế này cũng được khoa chỉ định nói đùa nhưng ai ngờ duyên lại tưởng thật mà tuyên bố chắc nịch vậy từ mai em sẽ đưa thêm phần cơm cho anh khoa cũng ngạc nhiên anh cũng thấy ngại nữa nhưng mà sức hấp dẫn của những món ăn kia cũng khiến anh khó lòng mà chối từ với cả anh cũng thèm lắm cái cảm giác được cùng người khác ngồi ăn cơm bởi cuộc sống của anh vốn dĩ từ nhỏ đã cô độc một mình từ ngày hôm sau duyên đã chuẩn bị thêm cơm mang đi cho khoa thêm một phần thực ra việc cơm nước đối với duyên trước nay cô cũng đã quen rồi hơn nữa có lẽ một phần cơm cho khoa cũng chỉ là thêm cái bát cái đũa bởi chồng cô là tâm luôn đòi hỏi cô nấu đủ thứ món ăn phải thịt cá canh rau đủ cả nhưng mà ăn uống thì tâm cũng chẳng đụng đũa là bao nhiêu cả chỉ là cái tính nết của anh vốn dĩ như thế luôn đòi hỏi phải đủ món đồ ăn nhiều dinh dưỡng thế nên việc lựa chọn đồ ăn luôn là điều khiến cho duyên phải mệt mỏi có nhiều hôm duyên đi học về thì tâm cũng đã ăn cơm xong đồ ăn thừa anh ta bày bừa khắp bàn lắm khi duyên thấy tâm cũng chẳng đụng đũa vào hết các món khác ấy thế mà anh ta luôn bắt duyên phải nấu đầy đủ bởi vậy mà duyên vừa tiếc đồ ăn lại tiếc cả cái công sức của mình lắm khi đồ ăn của tâm bỏ đi ra thửa mứa cô cứ tiếc của mà hâm lên rồi ăn lại những đồ thừa Nay có Khoa ăn cơm chung, Duyên cũng thấy vui bởi cô thấy Khoa ăn rất là ngon miệng, cô cảm thấy anh trân trọng những công sức nấu nướng mà cô đã bỏ ra. Hơn nữa, đồ ăn cũng nhiều, có thêm Khoa ăn chung cũng chẳng đáng là bao, nhưng Duyên lại thấy vui, thành ra từ hôm nay, những bữa ăn tối vội vàng của Duyên cũng đã có người đồng hành, cô cũng không còn phải lủi thủi một mình như trước nữa. Khoa khá ngạc nhiên, bởi duyên bày ra bao nhiêu là đồ ăn ngon, anh cứ nghĩ chắc có lẽ vì nấu thêm cơm cho anh mà duyên phải bày biện thêm nhiều thứ, anh tỏ ra ái ngại mà cũng thú thật suy nghĩ của mình, cô duyên này, tôi lấy làm cảm ơn khi mà cô nấu cơm cho tôi ăn cùng, nhưng mà tôi khá đơn giản, thế nên có gì ăn nấy, cũng không phải bày biện quá nhiều như thế này đâu, thời gian đã không có tranh thủ mà nghỉ ngơi. Tự nhiên những lời nói quan tâm của Khoa khiến cho Duyên thấy chạnh lòng. Giá như mà tâm cũng có thể hiểu được cho cô như thế này thì tốt biết mấy. Từ ngày cưới anh tới giờ, Duyên lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ về thiếu ngủ. Thế nhưng mà tâm nào có hiểu cho cô, nhưng những lời nói của Khoa lúc này thì ít nhất cô cũng đỡ mà tủi thân. Duyên khẽ cười buồn, cô nói những lời nhẹ tênh, nhưng thực ra trong lòng thì nặng chịu anh không cần phải bận tâm nhiều đâu Bởi thường ngày em cũng nấu nhiều như thế Bởi chồng em bắt buộc ngày nào cũng phải đầy đủ món như thế này Những điều Duyên nói ra nghe thế bình thường Nhưng sao mà Khoa thì thấy trong đáy mắt Duyên có vẻ trầm buồn Bất xác anh cảm thấy thương cảm với sự vất vả của Duyên Mặc dù Khoa cũng chưa hề biết gì nhiều về chồng của Duyên cả Nhưng mà chỉ có một vài chi tiết nhỏ Hoặc thi thoảng chỉ là một vài ba cảm xúc vội vàng, vô tình len lỏi trong ánh mắt, thì Khoa cũng cảm nhận được dường như cuộc sống của Duyên không mấy êm đềm. Đáp lại sự nhiệt tình của Duyên là Khoa ăn rất ngon miệng, mà thực ra thì cũng không phải là anh đang động viên Duyên mà rõ ràng là đồ ăn cô nấu rất là ngon. Trước nay, cơm đường cháo chợ cũng quen rồi, cũng có những khi tiếp khách hay bạn bè là những mâm cỗ ê hề, những món ngon được bày sẵn. Thế nhưng mà Khoa lại cảm thấy những món ăn đơn giản được nấu nướng tỉ mỉ như thế này lại khiến cho anh cảm thấy vừa miệng và hấp dẫn vô cùng. Chắc có lẽ từ nhỏ tới nay anh chưa nhận được sự quan tâm từ một người lạ, thế nên những bữa cơm thế này Khoa cảm thấy trân trọng và quý giá vô cùng rồi thì thời gian cùng học chung cùng ăn cơm chung khiến cho cả duyên và khoa ngày càng trở nên thân thiết hơn ở trên lớp thì họ là thầy trò nhưng khi tan học rồi thì cả hai chẳng khác nào là những người bạn của nhau khi đã ngày một thân quen thì khoa cũng trải lòng nhiều hơn có những khi vào những lúc rảnh rỗi hay những khi lớp học bắt đầu muộn hơn dự kiến thì khoa lại tâm sự cho duyên nghe về cuộc đời của anh Mỗi lần kể về những chuyện của mình, giọng của Khoa lại trở nên trầm buồn, mà buồn thì cũng đúng thôi, bởi những chuyện mà anh nói, quả thực nó buồn đến não lòng. Qua lời kể của Khoa thì duyên biết anh là một đứa trẻ mồ côi. Anh kể từ khi bắt đầu có ký ức tới nay cũng khoảng 5 6 tuổi gì đấy, nhưng trong khoảng thời gian đấy, anh chẳng hề có một chút ký ức nào về bố mẹ của mình cả. Anh chỉ biết anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tới khi anh học lớp 1 thì cũng may mắn được thầy hiệu trưởng ở trường tiểu học nhận nuôi bởi vợ chồng của thầy, lấy nhau đã lâu mà không hề có con. Khoa may mắn khi gặp được một gia đình là nhà giáo lại có tấm lòng nhân hậu thế, cho nên vợ chồng của thầy thương yêu anh như chính là con ruột của họ vậy. Anh được lớn lên trong một gia đình văn hóa, được giáo dục từ nhỏ với những điều hay lẽ phải thế nên học lực của anh cũng có phần khá hơn so với bạn bè cùng trang lứa rồi thì ngày một lớn lên anh nhận thức rõ được công ơn của thầy cô đã cưu mang anh có những khi anh cảm thấy chạnh lòng bởi sự thiếu hụt của mình so với đám bạn nhưng sau rồi suy nghĩ lại anh cũng chẳng biết được lý do gì mà bố mẹ ruột lại bỏ rơi anh nhưng bù đắp lại anh có bố mẹ nuôi luôn yêu thương anh chẳng khác nào bố mẹ ruột cũng vì động lực đó mà Khoa cố gắng học hành, đồng lương nhà giáo của bố mẹ nuôi cũng chẳng là được là bao. Thế nhưng mà cả hai người vẫn quyết tâm nuôi anh ăn học đàng hoàng. Trong những năm tháng đại học, Khoa cũng chỉ một mình cặm cụi và sách vở bởi anh chú tâm và học hành. Thêm một phần nữa là hoàn cảnh gia đình cũng nghèo nên anh không muốn vì đua đòi chúng bạn mà làm khổ bố mẹ nuôi thành ra trong suốt quãng thời gian học đại học cho đến sau này đi du học anh luôn vừa học vừa làm để ít nhiều có thể đỡ đần được chút ít vất vả cho bố mẹ nuôi bởi chính những ngày tháng phải trọ học xa nhà rồi cũng một phần là bố mẹ nuôi miệt mài với nghề giáo mà cũng chẳng có nhiều thời gian. Thế nên những bữa cơm đối với Khoa là điều xa xỉ. Suốt những năm học đại học và du học ở nước ngoài, thức ăn của Khoa hầu như chỉ là mì gói. Thế nên khi có được những bữa ăn tử duyên như thế này khiến cho Khoa cảm thấy quý giá vô cùng. Mỗi lần khoa kể chuyện về cuộc đời mình, Duyên cũng chỉ biết ngồi lặng thinh mà nghe, mà buồn cùng với anh. Những khi ấy, Duyên mới cảm thấy mình thật sự còn quá may mắn, bởi ít ra cô được sinh ra trong gia đình có đầy đủ cha mẹ, mặc dù là ở cái vùng quê của cô, tư tưởng sống chưa được mấy cải thiện, thế nhưng mà ít nhiều thì cô vẫn nhận được sự thương yêu của bố mẹ, chứ không phải chịu nhiều thiệt thòi như khoa khoa là một người tinh tế anh cũng biết công việc của duyên đồng lương cũng chẳng là bao thế nên để thẳng thừng chia sẻ tiền bạc về những bữa ăn thì có vẻ hơi sòng phẳng cho nên khoa lại khéo léo mà thi thoảng mua đồ ăn gửi cho duyên với lý do là anh thích món này món kia và mua thức ăn để nhờ cô nấu dùm duyên hiểu là khoa muốn chia sẻ một phần tiền bạc với cô nhưng quả thực hành động của anh hết sức tinh tế khiến cho duyên chẳng thể nào mà chối từ được trong lòng duyên thầm cảm thán bởi sao lại có một người đàn ông tinh tế đến như vậy. Sáng nay, Tâm đang ngồi ăn sáng thì anh ta đã vội vàng mà thông báo, "Trưa nay tôi có đưa bạn về nhà để ăn cơm, cô liệu thu xếp công việc về nghỉ đi một ngày để chuẩn bị cơm nước cho tôi." Nếu là bình thường, chắc là Duyên cũng đồng ý ngay, nhưng mà hôm nay trên cơ quan lại có công việc gấp mà cô không thể nghỉ ngơi được, bởi công việc này cấp trên đã giao cho cô cách đây mấy ngày rồi, bây giờ gấp gáp thế này, Duyên chẳng biết có thể bàn giao cho bất kỳ ai được. Cho nên cô cũng lựa lời mà nhẹ nhàng từ chối khéo. Hay là anh mời bạn ra quán ăn được không? Tại hôm nay công việc em hơi nhiều nên sợ là không xin nghỉ được. Tâm quắc mắt nhìn sang phía Duyên. Gớm, cô cứ làm như cô là chủ tịch nước, không bằng ấy, công to việc lớn. Đến cả ngày nấu ăn thôi mà còn chả nghỉ được Khỏi phải lý do hôm nay cô phải ở nhà nấu cơm cho tôi. Nói rồi, tâm hậm hực rời đi, thế nhưng mà anh ta chẳng thể nào hiểu được cho Duyên bởi công việc của cô là việc gấp, chắc chắn cũng không thể nghỉ được. Bởi nếu hôm nay mà cô nghỉ Thì sẽ không có ai làm thay cho cô công việc đấy Mà còn sẽ ảnh hưởng chung đến cả tổ Thế nên mặc dù tâm đã giao giá Nhưng Duyên vẫn phải học tốc để chạy lên cơ quan Sáng nay, quả thực là một buổi sáng quá chật vật và vội vã đối với duyên bởi cô cứ ngồi làm việc mà mắt không ngừng liếc lên đồng hồ cô cũng đã nói khéo với cấp trên để xin phép cho mình được nghỉ buổi chiều và về sớm thế nhưng công việc của cô thì vẫn bắt buộc phải hoàn thành vì vậy duyên cứ nhấp nhổm vừa làm vừa lo lắng và sợ quá giờ bởi nếu lát nữa tâm về nhà mà cơm nước chưa sẵn sàng là chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra và điều mà duyên lo lắng là đúng bởi mặc dù duyên đã cố gắng làm thật nhanh và chạy như bay đến chợ mua thức ăn một cách lật đật rồi về nhà nấu ăn rồi nhưng duyên vẫn vội tới nỗi khi sắt thịt lại còn cắt cả vào tay đến mức máu chảy lênh láng cô cũng chẳng có thời gian để kịp cầm máu cô chỉ kịp vơ vội tờ giấy ăn ở cạnh bên quấn vội vào ngón tay rồi lại tiếp tục làm mà một khi đã vội là thường chẳng thể nào mà cẩn thận được khi duyên nhắc nồi canh thì lại để cho tay mình bị bỏng dù vậy cô chẳng có thời gian để cảm nhận được cơn đau từ vết bỏng nữa mà vội vàng bày biện thức ăn lên trên nhà khi tâm cùng đám bạn trở về nhà thì thấy duyên vẫn đang ở trong bếp mà nêm nếm đồ ăn. Tâm có chút hơi bực mình bởi trước giờ anh đã căn dặn cô mỗi khi có khách tới nhà thì chỉ việc ngồi vào bàn để ăn uống chứ không phải để cho khách đợi chờ bởi nếu khách phải chờ thì sẽ làm Tâm mất mặt. Lần này khi mọi người vừa tới thì Duyên vẫn đang lúi húi trong bếp làm cho tâm mặt tối sầm lại Mặc dù thì cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện này Bởi bạn bè của anh ta thấy những chuyện này là bình thường nhưng trong suy nghĩ của tâm thì điều này lại khiến anh ta mất mặt với bạn bè tâm tức đến bầm mặt mà tiến tới phía sau lưng của duyên mà cảm ràm. hồi sáng ấy tôi nói cô không để vào tai hay gì mà tới bây giờ nấu nướng còn chưa xong cô có thấy khách đang chờ không duyên định trả lời thì quay lại thấy đám bạn của tâm đang tụ nhau ngồi nói chuyện rôm rả cô khéo léo mà trả lời một cách khe khẽ còn có mỗi món này thôi ạ à, em nấu muộn một tí để cho nóng thôi mà cô đừng có lý sự. Vừa nói, Tâm vừa tức tối đẩy mạnh cánh tay của Duyên, làm cho cô mất đà mà tay đụng vào cái nồi đang ở trên bếp. Vết bỏng lần này lại đè lên vết bỏng cũ, khiến cho Duyên bị bỏng thêm mà phồng rộp cả tay lên. Thế nhưng mà Tâm chẳng quan tâm mà còn nghiến răng cảm giảm, nhanh cái tay lên hộ tôi cái. Duyên cố nén cơn đau mà nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn. Khi cô vừa bê đồ ăn ra thì một người bạn của Tâm đã lên tiếng: "Em ngồi xuống đây cùng ăn chung với bọn anh luôn." Khi Duyên chưa kịp trả lời thì Tâm đã gạt phát đi: "Ấy, đâu có được. Chỗ này là chỗ đàn ông ngồi uống rượu bàn chuyện công việc, đàn bà thì biết cái gì mà ngồi sớ rỡ ở đây?" lời tâm nói khiến cho một vài người bạn của anh ta có chút sững sờ duyên cũng hơi trùng xuống tay cô lúc này vừa rát lại vừa đau thêm bụng cũng đang réo sôi lên vì đói bởi từ sáng tới giờ cô cũng đâu có gì bỏ vào bụng cô không cảm thấy buồn vì sự cư xử của tâm bởi từ trước tới nay cô cũng quen rồi chỉ là trước những ánh mắt của đám bạn anh ta đổ dồn về phía mình khiến cho cô cảm thấy có chút chạnh lòng duyên cũng vội vàng mà chào hỏi khéo léo rồi lùi vào trong cô đi vào phía trong phòng lúc ngang qua bếp cô cũng tiện tay mà cầm lấy một gói mì ngồi trong phòng cô mở gói mì ra ăn sống để tạm mà lấp cơm đói cứ tưởng là duyên đã kịp lo lắng cơm nước như vậy thì tâm đã hài lòng thế nhưng mà khi đám bạn của anh ta đã rời về hết thì tâm lại bắt đầu ngất ngường gọi duyên ra mà chất vấn từ sáng tới giờ cô làm cái quái gì mà để bạn của tôi tới đây còn phải chờ cơm? Duyên thấy sự sừng sổ trên mặt của Tâm khiến cho cô có chút sợ hãi, cô nhẹ giọng mà thanh minh. Tại vì hôm nay em không nghỉ được nên em phải tranh thủ chạy lên cơ quan một chút. Chẳng kịp để cho Duyên nói thêm lời nào, Tâm đứng dậy tát cho Duyên một cái như trời giáng Vì bị bất ngờ, Duyên chới với mà ngã hụt về sau, cánh tay của cô đụng ngay vào cạnh bàn rớm máu. Ấy thế mà tâm vẫn chẳng đói hoài, mà chỉ thẳng tay vào mặt cô đay nghiến. Cô dám cãi lời tôi rồi à? Tôi đã bảo cô nghỉ làm, mà tại sao vẫn nhất quyết trái lời? Lần này thì tôi tha, lần sau thì đừng có trách thằng này ác. Nói rồi, tâm siêu vẹo mà đi vào phòng nằm ngủ có chút men trong người rồi anh ta cứ thế nằm ườn ra mà gáy vang cả nhà duyên nén đau vừa khóc vừa tủi thân mà dọn dẹp đống hỗn độn mà đám bạn anh ta để lại cô không nghĩ là tâm lại càng ngày càng quá quắt với cô như vậy nếu là trước đây cô cứ cam chịu cô chấp nhận cái cuộc sống như vậy nhưng mà từ ngày tiếp xúc với khoa nhiều cô được đón nhận sự dịu dàng chân thành và tử tế từ anh khiến cho duyên những lúc đối mặt với tâm như thế này lại càng khiến cho cô thêm tủi thân và chạnh lòng tâm ăn uống no say rồi thì ngủ như chết cũng chẳng cần bật tâm duyên làm gì và đi đâu thế nên dọn dẹp xong thì cũng dần về chiều duyên lại vội vã sửa soạn sách vở để đi học Vết thương trên cánh tay của cô cũng chỉ kịp lau vội đi những vết máu còn vương trên da, rồi thì duyên mặc áo dài tay để che đi vết thương trên tay mình. Vừa tới chỗ học, Duyên đã gặp Khoa đang ngồi ở căng tin. Lúc này cô mới chợt nhớ ra là cô cũng quên mất việc chuẩn bị cơm nước để cùng ăn tối với Khoa. Duyên ngại ngùng mà chữa thẹn, "Hôm nay em có một vài việc nên cũng chẳng kịp chuẩn bị được cơm." thấy Duyên vừa ấp úng mà trông vẻ mặt đầy sự hối lỗi, khiến cho Khoa cũng cảm thấy áy náy theo. Anh cố vui vẻ mà nói tránh đi, lâu lâu không nấu một bữa cũng là chuyện hay mà, giờ thì có dịp để tôi mời em ăn một bữa rồi nhá. Nói rồi thì Khoa kéo tay Duyên đi ra quán ăn ở phía trước trường, từ lâu giờ anh cũng muốn một lần được mời Duyên đi ăn để đáp lễ lại những lần mà cô nấu ăn cho anh, và đây anh xem như là một cơ hội Quán ăn dành cho những người làm công sở như Duyên và Khoa nên cũng trang trí đơn giản và thức ăn thì cũng chỉ là những món bình thường. Thế nhưng mà vì cả ngày hôm nay cũng chẳng có gì lót dạ nên Duyên ăn cơm thấy ngon lành. Khoa thì từ lúc gặp Duyên thấy trong ánh mắt của cô có vẻ buồn, thế nên anh cũng ngại hỏi chuyện. Anh cũng chỉ ngồi đối diện cô lặng lẽ mà ăn cơm rồi cùng nhau vào lớp để chuẩn bị buổi học. Lúc tan học, Duyên chuẩn bị về nhưng Khoa đã gọi cô lại. Cô nán lại một lúc, khi tất cả mọi người đã về rồi thì Khoa mới lấy từ trong cặp ra một ít bông băng và thuốc. Anh kéo tay cô lại, vừa tỉ mẩn bôi thuốc cho cô mà miệng vẫn không thôi nhắc nhở. Có vội đến đâu ấy, thì cũng cứ làm từ từ, phụ nữ được mỗi cái bàn tay phải dáng và giữ, chứ sao lại để bị bỏng như thế này. Khoa càng nói thì Duyên lại càng im lặng Cô cố cắn chặt môi để kìm không cho nước mắt mình rơi xuống, sự dịu dàng và chu đáo của Khoa lại càng khiến cho cô thêm tủi thân khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Khoa bôi thuốc xong, rồi thì anh lại nhìn duyên mà đề nghị, em kéo cái tay áo lên Duyên có chút ngại Thế nên Khoa lại cầm ống tay áo Mà nhẹ nhàng kéo lên Anh bôi thuốc và băng lại vết thương ở cánh tay Vết thương còn ướt như thế này Mà mặc áo dài Nó dính vào lại đau thêm Đàn bà con gái Sao mà ẩu như thế này Duyên chỉ biết im lặng Bởi cô không nghĩ là Khoa lại chú ý từng chút một như thế Hóa ra lúc nãy Đi ăn cơm, Khoa cứ nhìn chằm chằm vào cô, thì ra là anh ấy nhìn thấy những vết thương ở trên tay của cô. Lúc đi vào lớp, anh bảo cô đi trước, rồi anh nán lại một lúc. Hóa ra là anh ghé vào tiệm thuốc Tây để mua thuốc và bông băng cho cô. Càng nghĩ, Duyên lại càng tủi thân. Cô sợ đứng đây thêm một lúc nữa thì cô sẽ khóc mất. Thế nên, cô lại tìm cớ mà chào khoa để rời về thật nhanh. Suốt dọc đường về, mắt của Duyên nhòe nhòe là nước mắt. Càng nghĩ, cô càng thấy tủi cho phận của mình. Khi Duyên về tới nhà, thì Tâm cũng đã tỉnh rượu, anh ta ngồi lừ đừ ở phòng khách, thấy Duyên về, Tâm lại nhếch miệng lên đầy vẻ khinh miệt, học với trả hành, thấy làm thêm làm bớt, học thêm là học bớt, rồi cũng chẳng kiếm thêm được mấy đồng, toàn ăn bám cái thằng này. Cả ngày hôm nay, đối với Duyên đã là một ngày chẳng có gì vui vẻ, lại thêm sự tủi thân của ban nãy, khiến cho Duyên chẳng còn chút sức lực nào mà trả lời Tâm nữa. Cô chỉ lặng lẽ đi vào trong tắm rửa rồi đi nghỉ suốt một đêm nằm cạnh bên tâm duyên chẳng thể nào ngủ được thi thoảng cô nhìn qua phía anh ta rồi có đôi lúc cô lại chợt nghĩ giá như mà tâm cũng dịu dàng và nhẹ nhàng với cô như khoa thì tốt biết mấy rồi có khi cô lại vẩn vơ mà suy nghĩ nếu như chồng của cô là khoa thì liệu cuộc đời của cô có đến mức tồi tệ như thế này hay không cũng vì một đêm mất ngủ mà sáng hôm nay duyên đi làm với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc dáng vẻ của cô mệt mỏi thấy rõ mấy chị làm chung cơ quan không biết thì cứ trêu chọc duyên tối qua chồng hành quá hay sao mà sáng nay mệt thế duyên cũng chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết nói sao đối với đồng nghiệp thì duyên chẳng bao giờ kể lể chuyện mình cho bất kỳ ai cả bởi cho dù tâm có tệ thì cô vẫn muốn giữ thể diện cho chồng mình với cả cũng chẳng hay ho gì mà đi kể lể những chuyện trong nhà ra cả, bởi có ai mà cảm thông cho cô đâu. Cái chuyện vạch áo cho người xem lưng, suy cho cùng cũng chẳng hay hớm gì cả. Hơn nữa, nếu như mà Tâm biết được cô để lộ những chuyện trong gia đình ra bên ngoài, thì chắc chắn cô cũng ốm đòn với anh ta mà thôi. Duyên mỏi mệt mà cứ ngồi thẫn thờ trước cái máy tính, cô chẳng có tinh thần mà làm việc, cơ thể mệt mỏi là một chuyện mà cái chính là những phiền muộn về tâm tư trong lòng cô bấy nay. Duyên cứ ngồi nhìn kim đồng hồ nặng nề, nhích thêm từng giây, cứ nghĩ đến trưa nay phải về nhà chuẩn bị cơm nước buổi tối cho tâm. Chuông nghỉ trưa vang lên, Duyên lại cố lê tấm thân mỏi mệt mà tạt qua chợ mà nấu cơm. Duyên chỉ biết lấy suy nghĩ là cô chuẩn bị cơm mang đi học vào tối nay để ăn cùng với Khoa, để lấy động lực mà nấu nướng khi đang nhặt rau thì cô nhận được cuộc gọi của Khoa, cô lấy làm vui khi thấy anh gọi mình. Cô vừa nghe máy thì đã nghe thấy những lời hỏi han từ Khoa: "Vết thương hôm qua của em đã bớt chút nào chưa? Cũng đỡ rồi anh." Khoa đáp lời, giọng vẫn đầy vẻ lo lắng: "Hôm qua ấy, tôi thấy vết thương của em còn ướt đấy, hôm nay đừng có nấu cơm mang đi nữa nhé. Tôi sẽ nấu và mang đi nhé." Dù cho Duyên có ngại và khước từ, nhưng mà Khoa vẫn kiên quyết với lý do là tay cô còn đau nên nấu nướng chỉ càng làm cho vết thương lâu lành mà thôi vừa ngắt cuộc gọi xong thì duyên nhìn xuống đống rau thịt ngổn ngang trước mặt mà thêm tủi thân rồi đau lòng từ hôm qua tới nay chồng cô vẫn chưa hỏi han cô một lời nào từ những vết thương trên tay cô do anh ta gây ra mà cô lại nhận được sự quan tâm từ một người đàn ông khác điều này khiến cho duyên chạnh lòng cũng là đúng thôi chiều hôm đó duyên tới chỗ học thì đã thấy Khoa đang ngồi chờ cô ở căng tin. Thấy Duyên xuất hiện, Khoa đã nhanh chóng soạn đồ ăn ra bàn. Cả ngày hôm nay cô mệt nên cũng không ăn uống được gì nhiều. Thấy đồ ăn nóng hổi được bày sẵn trước mắt, Duyên ngồi xuống mà ăn ngon lành. Cô ngạc nhiên khi mà Khoa nấu ăn rất ngon, lại thêm mấy món này đúng là những món mà Duyên thích nữa. Duyên vừa ăn vừa tấm tắc khen, anh nấu ăn vừa miệng ghê, ấy. mà mấy món này toàn là món em thích ấy. Khoa trả lời với vẻ mặt đầy bình thản Anh biết mà Ủa trước nay em có nói là em thích mấy thứ này đâu mà anh biết Khoa cười hiền mà đáp lại Không cần phải em nói Chỉ cần quan sát thôi là cũng biết được em thích cái gì Khẩu vị thế nào Cứ tưởng lời Khoa nói sẽ khiến cho Duyên vui Nhưng mà cô lại thấy buồn Suốt những năm tháng lấy chồng Chưa một lần nào tâm bận tâm tới món cô thích Hay khẩu vị của cô thế nào trước nay cô phải nhất nhất nấu theo yêu cầu của tâm và tự phải điều chỉnh khẩu vị theo chồng cho phù hợp cô cũng có những sở thích ăn uống riêng của mình nhưng vì chồng mà cô cũng chẳng có được một ngày nào ăn uống đúng sở thích nay tự nhiên được ăn đúng mấy món hợp khẩu vị thế này ít nhiều khiến cho cảm xúc trong lòng cô có chút xáo trộn khoa nhìn duyên ăn ngon lành anh cứ ngồi nhìn cô một cách say sưa xong rồi anh nhìn cô mà chỉ nói vài câu bâng cua mấy dạo ăn cơm chung với nhau tôi để ý em thích ăn cay một chút món kho phải nêm đậm một chút nên từ nay tôi sẽ nấu theo khẩu vị của em duyên đưa đôi mắt tròn xoe mà nhìn khoa cô chưa biết phải nói gì thì anh lại nói tiếp đôi lúc cũng phải sống cho mình một chút em ạ à lời nói của khoa khiến cho duyên phải trầm tư mãi không biết là khoa đã hiểu bao nhiêu phần về cuộc sống của cô mà anh lại nói như vậy cũng từ hôm đó thì khoa đảm nhận luôn phần nấu ăn chứ không để duyên phải nấu nữa anh lấy lý do là duyên cũng chuẩn bị thi rồi nên để cô tập trung vào học hành thời gian này duyên cũng sắp thi để hoàn thành khóa học nên cô lại càng áp lực cũng may là có khoa đồng hành cùng cô ôn tập và hướng dẫn tài liệu cho cô cũng nhờ vậy mà duyên nhanh chóng hoàn thành được kỳ thi và nhận được bằng thạc sĩ một cách thuận lợi ngày cô nhận được bằng thì cũng chỉ có khoe với khoa và cả hai cùng ăn mừng với nhau bằng một bữa ăn đơn giản quả thực là khi có tấm bằng này rồi thì công việc của duyên thuận lợi hẳn cô được thăng chức và được tăng lương thậm chí có một vài cơ quan khác đã thuê cô làm thêm ngoài giờ cũng vì công việc nhiều mà duyên lại ấp ủ ý định sẽ mở một công ty cho riêng mình nhưng rồi ngặt nỗi phần về tiền bạc phần thì những vấn đề pháp lý mà duyên cứ nấn ná mãi khoa biết rõ ý định này của duyên nên anh bàn bạc nếu về vấn đề tiền thì anh sẽ cùng hỗ trợ em một nửa được chứ Duyên chần chừ trước lời đề nghị đột ngột này của Khoa, bởi dù sao nữa, cô và anh vẫn chỉ là bạn, việc nhận một sự giúp đỡ quá lớn từ Khoa thế này thì thật sự là quá khó để Duyên nhận lời. Vì vậy, Duyên cứ chần chừ mãi, mặc dù việc mở công ty là ý định cô đã ấp ủ từ rất là lâu, thế nhưng mà nếu nhận lời giúp đỡ của Khoa lúc này, cô cảm thấy giống như mình đang lợi dụng lòng tốt của anh vậy. Duyên một mực từ chối thời gian tiếp xúc với duyên chưa hẳn là nhiều nhưng cũng không phải là ngắn để cho khoa phần nào hiểu được tính cách của con người cô thế nên để tránh cho duyên phải ngại ngần khoa đã đề nghị thôi thì tôi đề nghị thế này tạm thời tôi sẽ góp vốn với em và tôi sẽ đứng tên công ty sau này khi lợi nhuận vừa đủ số vốn mà tôi bỏ ra thì tôi sẽ chuyển sang tên cho em được chứ trước lời đề nghị này của khoa thì duyên cũng chẳng có cách nào để từ chối được nữa cô về nhà mình tâm sự với mẹ về chuyện cô muốn mở công ty sau khi bố mẹ cô bàn bạc thì cũng đã bán miếng đất ở phía sau vườn để cho cô làm vốn mà hoàn thành ước muốn về những chuyện này thì duyên giấu nhẹm đi tâm vẫn hoàn toàn không hề biết được là duyên đã có được tấm bằng thạc sĩ và mở được một công ty cho riêng mình khi Duyên đề nghị giấu đi chuyện này thì bố mẹ cô cũng đồng ý. Khoa hỗ trợ rất nhiệt tình trong việc vận hành công ty của Duyên, ngoài việc lo giấy tờ của công ty thì Khoa cũng đảm nhận luôn vai trò pháp lý trong công ty. Anh là luật sư riêng của công ty hai người. Ngoài giờ anh làm việc Anh cũng tranh thủ mà tìm kiếm khách hàng cho Duyên Cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Khoa Mà công việc làm ăn của Duyên Ngày càng thuận lợi Khách khứa cũng ngày một nhiều Chính vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn Duyên cũng đã có được số tiền tích góp khá khá Riêng tâm thì cũng chẳng hay biết được Những sự thay đổi gần đây của Duyên Trong mắt anh ta Thì Duyên vẫn chỉ là người làm công ăn lương với đồng lương ba cọc ba đồng tháng nào cũng phải ngửa tay xin tiền của anh thời gian dù có trôi đi nhiều thì bản tính của tâm vẫn chẳng thể nào thay đổi duyên đi làm bận trăm công nghìn việc lại phải cố gắng chu toàn công việc của công ty riêng rồi lại thêm sự hoạnh hoẹ của tâm trong những bữa ăn rồi thì những chuyện còn con từ lọ nước mắm lọ muối hay chỉ đơn giản là chuyện ủi quần áo hay cất quần áo vào trong tủ tất tần tật những thứ ấy, chuyện gì tâm cũng cứ can thiệp vào, cảm ràm, duyên đủ chuyện. Mới đó mà công ty của Duyên cũng đã gần được một năm rồi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Khoa và Duyên cũng quen biết nhau hơn hai năm nay. Cả hai vẫn như là những người bạn cùng chia sẻ công việc, cùng cáng đáng công việc của công ty. Cũng nhờ có thêm đồng ra đồng vào từ công ty riêng mà cuộc sống của Duyên cũng đỡ chật vật cô không còn phải tính toán từng đồng bạc để chi tiêu tiết kiệm không cần phải mặc cả từng bó rau con cá nữa về phần những đồ dùng quần áo thì cô cũng đã dám mua cho mình những món đồ đắt tiền ấy thế nhưng mà cô cũng chỉ có thể để chúng ở cơ quan bởi nếu cô đưa về nhà thì chắc chắn sẽ lớn chuyện với tâm ở nhà cô vẫn sẽ ăn mặc xề xòa như thế rồi thì khi lên cơ quan cô sẽ thay những bộ đồ mà mình thích Mặc dù tiêu tiền của mình nhưng mà Duyên vẫn phải lén lút như là một kẻ trộm vậy. Tối hôm nay khi Duyên vừa tan làm về thì Tâm lại ngồi vắt chân ở trên ghế mà xem tivi. Thấy Duyên anh ta bắt đầu nhằn nhử làm cái gì mà đi tối mịt mới về. Đến giờ này còn chưa có cơm nước. Duyên chỉ biết lý nhí em bị ngã xe nên phải đưa xe vào sửa rồi về hơi muộn một chút. Ngay lập tức Tâm đã trố tròn mắt lên, anh ta chạy vụt ra ngoài sân, ngó nghiêng chiếc xe, xong rồi lại lớn tiếng mà trách móc. Đi đường mắt mũi để ở đâu, mà để cho va quẹt, xe xước hết trơn rồi, đồ đạc dùng như phá thế này rồi tiền núi cũng chẳng thể đủ được. Duyên nước mắt lưng tròng khi cô xảy ra va quẹt, ít nhất thì anh ta cũng nên phải quan tâm tình trạng của cô trước chứ, sao lại có thể đặt cô sau những thứ vật chất vô tri như vậy được. Duyên chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, cô quá thất vọng với người mà cô gọi là chồng, cô lủi thổi đi vào trong mà cắm cúi chuẩn bị cơm nước. Duyên đã cố nén những ấm ức mà nuốt nước mắt vào trong để có thể nuốt cho xong miếng cơm. Trong bữa ăn, Tâm lại nhắc nhở, ngày mai là chủ nhật nên vợ chồng chú thức ở quê có lên chơi, cô liệu mà sắp xếp lo cơm nước duyên cũng chỉ vâng một tiếng rồi lại cố nén tiếng thở dài lại vào trong chú thức là em trai của tâm chú ấy cũng vừa cưới vợ cách đây mấy tháng còn nhớ cái lần đấy chuyện mừng cưới chú thức khiến cho vợ chồng cô cãi nhau một trận lớn mà nói là cãi nhau thì cũng không đúng chỉ là tâm đứng chỉ chiết và chửi rủa duyên mà thôi bởi lần đó tâm cứ một mực muốn mừng cưới cho chú thức mấy chỉ vàng trong khi trước đây em gái của duyên kết hôn thì tâm chỉ cho phép cô mừng cưới em gái đúng một triệu đồng thế nên càng nghĩ mà càng ấm ức thành ra duyên định mở lời ngăn cản ấy thế mà tâm chửi như cô như tát nước vào mặt anh ta bảo cô tính toán với nhà chồng rồi thì anh ta chốt hạ một câu đầy cháo trở tiền mừng cưới cũng là tiền của thằng này bỏ ra cô có một xu nào mà can thiệp vào cũng chính về lần đấy nên cứ mỗi lần nhắc đến chuyện vợ chồng chú thức là cái chuyện cũ lại khiến cho duyên nhớ lại làm cô thêm hậm hực ở trong lòng cô cũng chẳng ghét bỏ gì vợ chồng chú thức cả bởi hai người họ cũng lễ phép và hiền lành thế nhưng mà tâm lại có tật là mỗi lần nhà có khách hay có anh em ở bên nội tới là y như rằng anh ta sẽ thể hiện một cách thái quá mà chẳng có chút nào là tôn trọng duyên từ sáng sớm, hai vợ chồng chú Thức đã tới. Duyên chưa kịp đi chợ, đã thấy Loan là vợ của chú Thức, sách theo hai bịch đồ ăn lỉnh kỉnh. Vừa thấy Duyên, Loan đã hồi hởi. Sáng nay vợ chồng em dậy sớm nên có đi chợ rồi, để em vào bếp cùng phụ với chị nấu ăn nhé. Thấy Loan bước vào bếp thì Thức cũng bước vào trong. Ấy thế mà tâm đã một mực ngăn cản. Ủa Thức, em định làm cái gì vậy? Ba cái chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà, sao em lại chui vào bếp làm cái gì? Thức ngạc nhiên với những điều mà Tâm vừa nói, anh không nghĩ là anh trai của mình lại có thể thốt ra được những lời như vậy. Ngày thức còn nhỏ thì Tâm đã học đại học rồi. Đi làm rồi ra cửa nhà từ sớm Thế nên anh cũng chẳng còn tiếp xúc được với anh trai mình là bao nhiêu Thế nhưng mà thức nghĩ Vốn dĩ anh mình là một người có ăn có học Không lẽ nào lại có thể nói những lời như vậy Thức cười rồi phân bua Có gì đâu anh Mấy cái việc này thường ngày em cũng làm phụ vợ em mà tâm chỉ biết tặc lưỡi Cái tư tưởng của mày như thế Bảo sao suốt đời chỉ là một thằng công nhân Lời nói của tâm có vẻ nặng nề Mà câu chuyện từ đầu chí cuối Đều được duyên và loan chứng kiến Loan thì cảm thấy ngạc nhiên bởi những lời mà Tâm vừa nói Còn Duyên thì cô đã quá quen với những lời này Thế nên gương mặt cô hoàn toàn bình thản Loan nhìn sang Duyên với ánh mắt nhìn đăm đăm. Loan thấy Tâm đã rời đi thì cô thỏ thẻ vào tay Duyên cuộc sống của chị từ nào giờ là vậy à? Duyên không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu mà xác nhận. Duyên không thể nói lời nào cả bởi cô sợ chỉ cần thốt ra một lời thôi là cô sẽ khóc. Nói rồi thức đi vào bếp hồi hởi cùng nhặt rau rồi làm cá. Khi chiên cá ở trên bếp, thức đã dành để mình làm bởi anh sợ dầu sẽ làm bỏng đi đôi bàn tay của vợ mình. Duyên nhìn hai vợ chồng thức vui vẻ cùng nhau cười đùa và nấu ăn trong bếp thì cô cũng thấy vui lây với niềm vui của họ, rồi lại tự chạnh lòng với nỗi buồn riêng của mình. Bữa cơm được dọn ra, Tâm thì vẫn ngồi trịch thượng ở trên ghế, chờ cho tới khi Duyên mở lời mời anh lại ăn cơm thì Tâm mới từ từ tiến lại, nhưng điệu bộ của Tâm khiến Loan ngạc nhiên hết sức, bởi cô không bao giờ nghĩ anh trai của chồng mình lại khác với chồng mình một trời một vực như vậy. Tâm ngồi vắt chân lên, mắt đảo một lượt các món ăn và bắt đầu nhận xét như thường lệ. Cá chiên hơi cháy, canh sao bò nhiều hành thế kia, rau này xào cũng chưa được xanh lắm. Tâm nói tới đâu thì Loan chỉ biết thám hốc mồm vì kinh ngạc, còn thức thì thấy bối rối và xấu hổ với vợ mình bởi cách hành xử của anh trai mình duyên thì không muốn không khí trở nên mất hòa khí nên cô lại nhanh chóng mà nhận lỗi về mình. Hồi nãy giờ em không để ý nên chiên cá hơi quá lửa, thôi anh chịu khó ăn đi, để cho chú thím cùng ăn luôn. Tâm hậm hực, nếu như là ngày thường chắc có lẽ anh ta sẽ hất luôn cả mâm cơm rồi. Nay là vì có khách nên anh ta mới nhẫn nhịn mà hờ một tiếng trong cổ họng, nấu có bữa cơm mà cũng không xong, vợ với trả con bởi sự xét nét của Tâm khiến cho bữa cơm cũng dần trở nên nặng nề, Loan cảm giác nuốt chẳng trôi nữa, duyên đứng dậy xới cơm cho mọi người xong, rồi khi cô vừa lùa vào miệng được hai miếng cơm thì Tâm lại vắt vẻo mà ra lệnh, "Đứng dậy mà làm cho tôi một chén nước mắm mặn." Thức thì ái ngại, thế nên thức nhanh nhẩu đứng dậy mà nhận phần việc về mình, "Chị Duyên cứ ăn đi ạ, à? em ngồi gần đường đi nên để em lấy cho." Ngay lập tức, Tâm đã ngắt lời ở đâu ra cái kiểu đàn bà ngồi bảnh che ăn cơm để cho đàn ông vào bếp lấy cái này cái kia chú thức cứ ngồi yên đó cho tôi thấy tâm trợn tròn mắt lên nên duyên đã nhanh chóng đứng dậy mà vào bếp làm nước mắm cho tâm khi cô vừa bê nước mắm ra và định ngồi xuống thì tâm lại lên tiếng quên nữa vào trong lấy cho tôi mấy trái ớt thế rồi duyên lại đành phải đứng dậy mà đi vào trong lấy ớt theo yêu cầu của tâm trong ánh mắt ngỡ ngàng của loan cùng sự xấu hổ của thức cơm nước xong xuôi rồi thì Duyên đứng dậy dọn dẹp chén bát vào trong, thức cũng nhiệt tình mà phụ Duyên làm, ấy thế mà tâm lại lên tiếng. Mấy việc đấy chú cứ để cho thím Loan thì mới làm cho quen, còn chú ra đây ngồi nói chuyện với tôi một lát. Loan chẳng muốn rắc rối nên nháy mắt ra hiệu cho Thức đi ra ngoài cùng với Tâm. Khi Thức đi ra ngoài rồi thì cũng chẳng thấy Tâm nói chuyện gì cả. Thực ra là Tâm cảm thấy chối mắt khi thấy Thức đang làm những việc mà anh coi là của đàn bà. Loan dọn dẹp chén bát vào trong bếp phụ với Duyên. Duyên liếc sang nhìn vào đôi bàn tay của Loan, thấy cô vừa đi làm móng về. Nên Duyên nhiệt tình mà đề nghị, thôi thiếm Loan lên nhà uống nước rồi chơi đi, mới làm móng xong rửa bát hư mất móng tay bây giờ. Loan cũng cười mà trả lời, sao chị giống anh thức nhà em thế nhỉ? Bình thường em đi làm móng về thế này thì chồng em sẽ nhận phần rửa bát bởi anh ấy cũng sợ nếu làm hư móng tay của em. Loan thì cứ vô tư khoen chồng mà không để ý rằng ánh mắt của Duyên đang chuyển dần về nét trầm buồn. Loan chợt cảm thấy mình vô duyên ái ngại nên cũng nói khéo mà đi lên phía trên nhà. Loan đi lên ngồi cạnh thức mà nghe tiếp câu chuyện của hai anh em họ. Dù Loan nghe dở dang nhưng cô cũng biết được tâm và thức đang nói về chuyện đất cát rồi thờ cúng tổ tiên loan vốn dĩ vô tư và nhiệt tình nên cô cũng vui miệng mà nói chen vào chuyện thờ cúng ấy, thì anh khỏi phải lo bởi vì nhà em ở quê cũng lo toan mấy việc đấy chu toàn rồi tâm khẽ nhíu mày anh ta nhìn loan một lượt xong rồi lại quen thói như với duyên ban nãy mà hắng giọng đe nẹt loan ô hay mấy cái chuyện này sao đàn bà lại ngồi đây xen vào cô không thấy chỗ này đàn ông đang ngồi nói chuyện à loan từ suốt buổi cô đã cảm thấy chối mắt với nhiều chuyện mà tâm làm vốn dĩ Loan là người trực tính, thế nên cô cũng chẳng ngại ngần mà đứng dậy đáp trả, "Sao anh cứ mở miệng ra một câu là đàn ông, hai câu là đàn bà, thế tôi hỏi anh, đàn ông và đàn bà thì khác gì nhau?" Tâm cảm thấy ngạc nhiên, khi lần đầu tiên có người đáp trả mình như thế, anh ta trừng mắt nhìn Loan như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tâm nghĩ, nếu trước mắt mình đây là vợ của anh ta, chắc có lẽ anh ta sẽ cho vài phát tát như trời giáng rồi. Tâm quắc mắt mà lớn tiếng Chú thức dạy vợ kiểu này đấy à? Loan cũng chẳng vừa, cô lại đáp trả đầy chanh chua, đàn ông đi làm kiếm tiền, đàn bà cũng đi làm kiếm tiền, hà cớ gì mà đàn ông về nhà nằm ườn ra đó chờ cơm? Bất kể việc gì trong nhà cũng là một tay đàn bà phải làm. Bộ đàn bà không biết mệt hay sao? Rồi mấy cái chuyện mà anh nói rằng đàn bà không can thiệp vào, vậy chỉ mỗi đàn ông làm được hay sao? Lấy chồng về để làm chồng, chứ có phải lấy một người bị tai biến đâu mà về nhà nằm để chờ hâu hạ? tâm cảm thấy sượng mặt bởi những lời tranh chua của loan mà một phần là trước đây chưa khi nào anh ta bị người ta xối một gáo nước lạnh vào mặt như vậy thế nên tâm thiếu kiểm soát cũng chẳng cần biết trước mặt mình là em dâu của mình nữa mà toan giơ tay lên định toát loan nhưng mà ngay lập tức thức đã chụp tay của tâm mà cản lại thức cũng thẳng thắn mà đáp trả anh chẳng có cái quyền gì mà đòi đánh người hết Em không thể ngờ anh là người có ăn có học mà nhận thức suy nghĩ của anh là chỉ đến mức như vậy. Lấy vợ về là để sống cùng mình chứ có phải lấy ô xin đâu. Có lẽ trên đời này chỉ có mỗi chị Duyên chịu được anh thôi. Còn em xin lỗi sống như anh thì vợ chồng em xin phép từ nay cũng chẳng bao giờ tới nhà nữa. Nói rồi thì thức dẫn loan rời khỏi nhà của tâm ngay lập tức. Thức tức tối tới nỗi mà chẳng thèm quay lưng lại lấy một lần. Tâm thì điên tiết lên bởi không những là một lần mà tận hai lần anh bị người khác nói thẳng vào mặt hơn nữa lại là hai đứa em của mình anh ta cảm thấy mất mặt lại thêm tức tối chẳng biết làm gì anh ta lại điên tiết lên mà hất văng đi bộ cốc chén trên bàn mảnh thủy tinh rơi vỡ vụn nước đổ lênh láng khắp sàn duyên đứng chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối cô thấy hả hê về những lời mà loan và thức vừa nói bởi đây cũng là điều mà cô luôn dự kín ở trong lòng Cô cũng ước được một lần đứng thẳng mặt tâm mà có thể tuyên bố với anh ta những lời như thế. Tâm gạt văng cốc chén cho đã, rồi thì anh ta lại thấy Duyên đang đứng ngẩn ngơ ở góc bếp, anh ta lại lớn giọng, "Còn không lên mà dọn dẹp đi, đứng chờ chờ ra đấy gì nữa?" Nói rồi thì tâm hậm hực lấy xe mà bỏ đi, mỗi lần anh ta bực bội thế này, chắc chắn sẽ dẫn xe đi gặp đám bạn để nhậu nhẹt. Duyên nhìn những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên sàn nhà, trông chúng chẳng khác nào là tâm trạng của cô những lúc này cả. Duyên lại cảm thấy những mảnh vỡ này cũng giống như cuộc hôn nhân của cô vậy, đã vỡ nát từ lâu rồi, có muốn hàn gắn cũng chẳng thể lành lặn lại được. Mà níu lại càng lâu, nó chỉ như là vết rằm và trong tim vậy, nó sẽ càng ngày cứ sâu thêm, khiến cho con tim cứ âm thầm mà dỉ máu đầy đau đớn và mệt mỏi duyên cứ đứng tần ngần mà nhìn đám mảnh vỡ thủy tinh ấy cô suy nghĩ mông lung về mọi chuyện nghĩ về những lời mà vợ chồng chú thức vừa nói ban nãy cô nhớ lại những hành động ân cần mà chú thức đã cư xử với vợ mình bất giác cô đau lòng mà rơi nước mắt sau khi khóc đã rồi duyên lấy điện thoại và gọi cho hai đứa con của mình khi chúng bắt máy lên phía bên kia là giọng hai đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa duyên cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy chúng vô tư và hồn nhiên như vậy thế rồi đầy sự khó nhọc duyên thốt lên một lời nếu bây giờ bố mẹ không ở với nhau nữa thì hai đứa muốn ở cùng với ai con bé hồng nó khôn nó nay đã học lớp một rồi nên nó hiểu chuyện hơn nó chẳng suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời mẹ mẹ đi đâu ạ à? thì con theo đó con không ở với bố đâu thằng Đoàn bây giờ thì nói còn chưa sỏi nhưng mà khi nghe thấy chị Hồng nói như thế nó cũng reo lên mà gọi mẹ 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 có lẽ câu trả lời của hai đứa con chính là động lực cuối cùng của duyên cô đi lên phòng gói ghém tất cả đồ đạc của mình vào trong vali rồi chậm chậm kéo xuống phòng khách cô ngồi ngay ngắn ở ghế phòng khách và điền vào tờ đơn ly hôn mà cô đã in sẵn từ lâu. Cô để tờ đơn ly hôn lên bàn rồi lặng lặng kéo vali rời đi mà cũng chẳng cần nhìn lại phía sau lưng lấy một lần nữa. Duyên thuê cho mình một cái phòng khách sạn nhỏ và ra mình lại ở trong phòng. Cô muốn yên tĩnh một mình và suy ngẫm toàn bộ mọi chuyện bởi cô biết chuẩn bị sắp tới đây cuộc sống của cô sẽ đầy là sóng gió tâm đi uống rượu về anh ta đã ngà ngà say mà bước vào nhà thấy phòng khách tối om om anh ta đã đứng ở cửa mà oang oang cái miệng lên quát cô chết dí ở đâu rồi mà không biết bật cái đèn lên chẳng có tiếng đáp lại nào từ duyên hết và cũng chẳng thấy cô xuất hiện tâm lại lảo đảo mà bước vào nhưng không may anh ta lại dẫm vào những mảnh vỡ thủy tinh mà trưa nay anh ta vừa hất xuống tâm nhận ra là Duyên chưa dọn dẹp cái đống hỗn độn này, mặc dù ban trưa anh ta đã yêu cầu cô phải dọn dẹp. Tâm tức tối, ôm lấy cái chân đang chảy máu mà miệng vẫn không quên quát tháo. Cô ở đâu? Mò cái mặt ra đây, sao tôi gọi mà không có nghe? Anh ta cứ la lối chửi bới, nhưng chẳng hề có một tiếng đáp lại nào từ Duyên cả. Anh ta chửi chán rồi, thì Tâm cố ôm lấy cái chân đang chảy máu của mình, mà lại phía công tắc đèn rồi bật lên. Tâm nhìn thấy tờ đơn ly hôn mà Duyên để gọn ghẽ ở trên bàn. Anh ta điên tiết, vồ xé sách tan tờ giấy rồi nhanh chóng gọi điện cho Duyên. Duyên đang nằm một mình ở trong phòng, thấy cuộc gọi đến từ Tâm. Cô biết chắc chắn anh ta sẽ gọi, mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, nhưng mà khi đối diện với lúc này vẫn khiến cho Duyên thấy sợ hãi. Sau khi đã cố thở sâu một hơi để chấn an lại, thì cô mới nhấc máy lên, và ngay lập tức phía đầu rơi bên kia cô đã kịp nghe tiếng quát tháo của tâm cái con khốn này mày ăn gan trời hay sao mà mày dám bỏ tao duyên lúc này cũng đã hết sợ hãi cô đanh thép đáp lời tôi không thể chịu đựng một cuộc sống để anh coi thường và trà đạp nữa đơn ly hôn ấy tôi đã viết rồi anh ký đi rồi ra tòa mà giải quyết tâm tức tối gào lên mày giỏi lắm để tao chống mắt xem mày rời khỏi tao được mấy ngày rồi chết đói dã họng ra đấy thì đừng có về đây cái nhà này tao sẽ thay ổ khóa, tao không cho mấy mẹ con mày vào nhà luôn. Nói rồi, thì tâm hậm hực tắt máy, anh ta điên loạn lên, bắt đầu hất tung mọi thứ ở trong tầm mắt. Anh ta không thể ngờ là có một ngày Duyên dám làm chuyện này. Tâm không chấp nhận, không phải vì anh ta yêu Duyên hay tha thiết có cô ở bên cạnh, mà chỉ là trước nay chỉ có đàn ông bỏ vợ, chứ còn việc đàn ông bị vợ bỏ thì đối với anh ta đó là một sự sỉ nhục anh ta không thể chấp nhận được chuyện này bởi anh ta sợ sẽ phải nhận lại sự cười chê của người đời hôm sau duyên đã đến cơ quan và viết đơn xin nghỉ việc tới giờ phút này cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa bây giờ cô cũng đã có công ty riêng rồi thế nên cô không muốn phân tâm mình vào quá nhiều công việc nữa sắp tới đây sẽ là những chuỗi ngày sóng gió cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để có thể chu toàn lo cho hai đứa con của mình mà thôi duyên chuyển về công ty của mình mà ở lại nơi đó khoa cũng có chút thắc mắc nhưng duyên lại lấy lý do vì công việc nên cô ở lại đây một thời gian cô cũng không có ý định giấu nhưng vì từ trước tới giờ cô chưa từng kể cho khoa nghe về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của mình thế nên đến tận bây giờ cô cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ chuyện này cô định bụng sau khi giải quyết xong mọi chuyện của mình thì cô mới kể hết cho khoa nghe Tâm thì vẫn giữ thái độ hậm hực từ hôm đó đến giờ, anh ta không ký đơn ly hôn, bởi tâm đinh đinh chỉ mấy ngày thì Duyên cũng tự khắc mò về, trong đầu anh ta còn suy nghĩ, chờ cho Duyên về rồi thì kiểu gì anh ta cũng cho Duyên một trận như tử, thành ra ngày nào anh ta cũng gửi tin nhắn chửi bới, thoá mạ Duyên đủ điều. Thế nhưng mà chờ mãi, tầm một tuần rồi, tâm vẫn không thấy Duyên về. Khi này anh ta mới nóng lòng bởi anh ta lo sợ Duyên bỏ anh ta thật. Tâm gọi cho Duyên nhưng mà cô không nghe máy, mọi cách để liên lạc cũng bị Duyên chặn hết nên thành ra Tâm không có cách nào để liên lạc được cho Duyên. Tâm hậm hực mà xông tới cơ quan của Duyên cũng vì tức tối mà anh ta quên mất việc giữ hình tượng mà sồng sọc lao vào phòng của Duyên mà hỏi ngay chị Mai đang ngồi đầu bàn với thái độ chẳng mấy cảm tình con Duyên nó làm ở đây Nó đi đâu rồi chị Chị Mai vốn nổi tiếng là người đánh đá và thẳng tính Nên khi thấy thái độ của Tâm như vậy Nên chị Mai quắc mắt khó chịu Mà nói cái giọng đầy mỉa mai Gớm Ngay bảo chồng cái Duyên ấy quyền cao chức trọng Chữ nghĩa hơn người Mà mở miệng nói chuyện vậy sao Tâm lại sốc bởi lại thêm một người nữa đáp trả thẳng mặt như này, cộng thêm với tâm trạng không mấy vui, mà tâm lại thêm điên tiết lên mà định sừng sổ thế nhưng mà chị mai cũng không vừa mà chỉ thẳng tay vào mặt tâm quát lớn cái loại đàn ông ấy chứ nói được ba câu đã vung tay lên như mày không có xứng mà đứng nói chuyện với tao mày giỏi mày đánh tao đi để xem tao có cho mày rũ tù không hóa ra con duyên phòng mình ấy nào giờ có thằng chồng như thế này bảo sao nhìn nó lúc nào cũng khổ sở như thế sau lời chị Mai nói là tiếng bàn tán xì sầm của mấy anh chị em trong phòng khiến cho Tâm xấu hổ mà phải rời đi. Ra tới cổng, bảo về thì Tâm mới nghe ngóng được rằng Duyên đã nghỉ việc hơn tuần nay. Càng như thế càng khiến cho Tâm càng lo lắng không thôi. Tâm lại học tốc lao về nhà bố mẹ vợ để mà tìm hai đứa con. Hai đứa đang vui vẻ chơi trước sân, bỗng thấy Tâm xuất hiện thì vội nín bật và đứng líu xíu nép vào nhau, tâm bực dọc mà lớn tiếng, mẹ mày đâu? Con Hồng không biết nên chỉ lắc đầu, tâm không nhìn thấy Duyên đã bực sẵn lại thêm thái độ của hai đứa con càng khiến anh ta thêm bực mình. Thế nên tâm bực bội mà gắt lên, tụi mày làm cái gì mà cứ đứng dấm dúi ở đấy, thằng đoàn qua đây thằng đoàn tuy còn nhỏ nhưng trước giờ cũng ít khi nhận được sự quan tâm từ bố mình lại thêm thái độ sừng sổ của tâm khiến cho nó sợ hãi thằng đoàn cứ nắm lấy vạt áo của con hồng mà đứng lấp ló phía sau chứ không dám tiến lại tâm càng thêm tức mà lao lại toan đánh thằng đoàn thì thật may bà ngoại bọn chúng đã vừa đi vào mà lao lại can ngăn anh làm cái gì đấy sao lại đánh tụi nhỏ tâm đang tức mà thiếu kiểm soát con của con thì con dạy, chứ mẹ can thiệp vào làm gì? Trong mắt tâm thì đàn bà luôn là thứ yếu, bởi vậy mà dù là mẹ vợ nhưng mà tâm cũng không mấy chú trọng tới. Người làm anh nể sợ có lẽ chỉ có bố vợ mà thôi. Bà ngoại bọn trẻ thấy thế mà cũng bực mà lớn tiếng, dạy con cũng dạy cho đúng, chứ ai lại đưa ba cái thói vũ phu ấy ra mà dạy con. Tâm chẳng thèm đáp mà hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, xong rồi anh ta lào bảo, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà Nhung là mẹ của Duyên nghe thấy thế thì cũng bực nhưng mà bà cũng chẳng muốn đôi co với Tâm bởi bản chất của Tâm thì bà cũng biết từ lâu rồi. Mặc dù Duyên xấu nhẹp đi những xung đột trong cuộc sống vợ chồng nhưng mà từ ngày hai đứa cháu ở đây thì con Hồng nó đã kể hết tất cả những lần nó chứng kiến bố nó đánh mẹ thế nên bà nhung biết hết cuộc sống của con gái mình đã khổ cực thế nào thấy ồn ào thì ông hùng đi vào ông hùng là ông ngoại của bọn trẻ ông hùng nhìn đảo qua tâm một lát xong rồi mở lời anh tới đây có chuyện gì vậy trước ông hùng thì tâm có vẻ khúm núm hơn anh ta nhỏ giọng lại dạ con tới đây tìm duyên ạ à? không biết là vợ con có về đây không ạ à? vợ anh ấy mà sao anh lại tới đây hỏi tôi Thấy thái độ của ông Hùng lạnh nhạt, tâm phần nào cũng đoán chừng là ông ấy có biết chuyện của Duyên, nên tâm lại mở lời cạnh khóe. Con gái bố có ý định bỏ chồng, bố không quyên can thì thôi, chứ sao lại đi bao che cho cô ta như vậy? Tâm chưa kịp nói thêm, thì đã bị ông Hùng tát cho một cú thật mạnh, khiến anh ta lảo đảo. Ông Hùng tức tối chỉ mặt tâm. Việc mày làm khổ con tao bao nhiêu năm nay, tao chưa tính tội mà bây giờ mày còn dám vác mặt về đây để cạnh khóe tao à? Tâm nhận thấy bên ngoại cũng chẳng mặn mà gì với mình nữa, nên anh ta cũng biết ý mà rút lui, nhưng mà anh ta không dễ dàng gì buông tha cho Duyên được, nên Tâm một mực muốn đưa hai đứa nhỏ về để uy hiếp Duyên phải xuất hiện. Hai đứa nhỏ thấy bố tiến lại định lôi đi thì tụi nó sợ mà khóc toáng lên làm ầm ĩ cả một vùng. Dù cho Tâm có ép buộc thì hai đứa nhỏ cứ một mực mà cự tuyệt, chúng ôm chầm lấy bà ngoại mà gào lên, không đi với bố đâu phải cho tới khi công an xã tới thì mới chấm dứt được cái cảnh ồn ào này vì hai đứa trẻ không chịu đi theo tâm nên ông bà ngoại mới giữ được cháu lại ngay lập tức bà nhung đã gọi cho duyên nói về chuyện tâm vừa tới nhà làm loạn nên cũng trong đêm đó thì duyên đã nhanh chóng về nhà mà đưa hai đứa con rời đi duyên thương con và không muốn hai đứa con phải chịu khổ về bố tụi nó vì có hai đứa con ở cùng rồi nên Duyên phải thuê một căn chung cư nhỏ để ba mẹ con ở tạm chứ cô không thể ở công ty mãi. Từ ngày có hai đứa con ở cạnh thấy chúng díu dít cả ngày mà phần nào cũng giúp Duyên nguôi đi được chút ít nỗi buồn. Có hai đứa trẻ đến ở cùng thì Khoa cũng thường qua lại để chơi với hai đứa bởi công việc của Duyên cũng nhiều. Hơn nữa, thời gian này thì cô cũng đang hoàn tất thủ tục để gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa tất nhiên thì khoa cũng không hề biết những chuyện này bởi duyên vẫn một mực không nói thế nhưng mà qua những quan sát hàng ngày thì anh cũng thầm biết được ít nhiều gì chuyện của duyên tầm mấy ngày sau đó tâm mới biết được là duyên đã về đón con đi anh ta tức tối đến bầm mặt bởi vì tâm nghĩ duyên đã qua mặt anh một cách dễ dàng như vậy cho dù tâm đã gọi bao nhiêu cuộc cũng không thể gọi được cho duyên Sáng nay Tâm lấy một số điện thoại lạ gọi vào số của Duyên Một lúc sau thì cô đã bắt máy Ngay lập tức Tâm đã hùng hổ đe dọa Con khốn kìa mày có đưa con về đây hay không Tao không đủ kiên nhẫn để chờ mày nữa Tốt nhất mày yên phận thì quay trở về Còn không đừng trách thằng này ác Duyên chẳng đáp lời mà ngắt máy ngay lập tức Bởi từ trước tới nay những lời cay nghiệt này của Tâm Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi ngay giữa lúc đứng bên bến bờ của tự do, cô không muốn phải nghe thêm bất kỳ một lời nào nữa. Tâm thấy duyên cắt máy ngang thì hắn lại càng điên tiết mà cố gắng phải tìm cô cho bằng được. Thế nên, suốt mấy ngày ròng rã sau đó, cứ mỗi lúc rảnh là Tâm lại cứ đi tìm. Hai đứa trẻ có khoa tới nhà chơi thì chúng díu dít hẳn lên, bởi khoa cũng thích con nít, lại thêm anh lại biết cách pha trò, khiến chúng luôn cười vui. Khoa còn biết nấu những món ăn ngon nên cả hai đứa càng thích thú và quý khoa lắm. Lúc nào trên miệng cũng cứ díu dít gọi chú khoa. Duyên nhiều lúc thấy khoa chơi với tụi nhỏ mà trông anh vui hẳn lên, rồi thì cô cười mà trêu chọc. Anh thích trẻ con như thế sao không lấy vợ rồi đẻ đi mấy đứa? Những khi ấy ánh mắt của khoa lại dần trở nên trầm buồn. Anh không trả lời mà chỉ nói làng sang chuyện khác rồi lại tìm cách dẫn tụi nhỏ đi chơi mà thôi tâm thì suốt một thời gian dài anh ta sống cảnh một mình vốn dĩ đã quen với việc được duyên hầu hạ và cung phụng tâm từng thứ một từ cơm nước đến quần áo nên khi phải ở một mình như thế này tâm chẳng thể chịu đựng được bởi những bữa cơm chẳng nên hồn hay quần áo cũng chẳng được giật rũ ủ phẳng phiêu vì từ lâu Duyên đã lo chuyện nấu ăn Nên Tâm cũng đâu biết cách nấu ăn đâu Bởi thế mà suốt những ngày Duyên không có nhà Anh ta lại phải sống cảnh cơm đường cháo chợ Cơm lắm khi khô khốc Nuốt chẳng trôi Nhưng mà Tâm nào có thể than vãn được Bởi với người ngoài Làm gì mà dễ ức hiếp được như Duyên rồi thì mấy ngày sau đó, Tâm được tòa gọi lên để hòa giải. Tâm điên tiết khi biết Duyên đã dám làm thế này. Từ ngày Duyên bỏ đi thì hôm nay là lần đầu bọn họ gặp lại nhau. Cứ tưởng là sau quãng thời gian sống cảnh một mình thì tâm đã thấy được sự vất vả của Duyên trước nay mà anh ta suy nghĩ lại, thế nhưng mà không phải như vậy, khi vừa thấy Duyên, thì tâm đã nghiến răng ken két mà đe dọa, mày giỏi lắm, mày nghĩ vài ba lá đơn của mày có thể giúp mày dứt khỏi được tao hay sao? Duyên chẳng nói gì mà lặng lẽ đi vào trong tòa, bởi giây phút này là giây phút cô đã chờ đợi từ lâu. Đối với Duyên bây giờ, một lời nói với Tâm cũng là thừa thải, thế nên cô chẳng muốn nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, mặc cho phía sau lưng của cô vẫn đang là những tiếng chửi rủa không ngừng của Tâm. Hôm nay là buổi hòa giải đầu tiên, vị thẩm phán sau khi nhìn lại một lần nữa đơn ly hôn của Duyên thì chị ấy cũng có phần ái ngại mà thành thật khuyên cô, chị khuyên thật với em, cùng là phận phụ nữ với nhau em nên suy nghĩ lại Dù sao bây giờ hai người cũng có với nhau hai đứa con rồi Thế nên nếu có thể hòa giải được Thì nên gắng mà cho các con có được một mái nhà Duyên chẳng biết nói gì cả Cô chỉ lặng lặng cúi đầu mà khẽ gạt nước mắt đi mà thôi Lúc này Tâm mới đi vào Anh ta cầm lấy tờ đơn ly hôn của Duyên Mà đọc qua một lần Tâm ngỡ ngàng khi mà thấy Duyên đề nghị ở trong đơn là phải chia đôi tài sản là miếng đất mà ngày xưa cô và anh ta đã mua lại của đồng nghiệp cùng cơ quan. Lần trước, Tâm nhớ khi Duyên để lại tờ đơn ly hôn thì cô chấp nhận ra đi tay trắng và chỉ nhận phần nuôi hai đứa con. Nhưng mà không biết vì sao bây giờ cô lại thay đổi mà đòi chia đôi tài sản. Tâm cảm thấy tức tối, sẵn giọng lên. Cô nghĩ sao mà đòi chia đôi cái mảnh đất đó? Ngày đó, thằng này mà không nai lưng làm mà trả thì chắc gì đã có miếng đất này. Duyên lúc này chỉ bình thản mà đáp. Nếu so với tất cả tài sản đang có thì đáng ra phải chia đôi cả cái nhà, xe và tài sản chung khác nữa. Nhưng mà tôi chỉ lấy nửa miếng đất kia cũng chỉ là để cho hai đứa con có một căn nhà mà ở. Thế nên anh đừng có mà so đo với tôi nữa. Tâm không chấp nhận bởi bây giờ miếng đất đó giá trị rất cao, dự án xung quanh đó cũng đã dần và hoàn thành, thế nên giá đất đã đội lên hơn 4 tỷ mà bây giờ chắc chắn anh ta không thể nào cho số tiền đó rơi vào tay của Duyên được. Tâm lại bắt đầu lớn tiếng, mặc kệ vị thẩm phán đang ngồi chứng kiến từ đầu tới cuối. Tôi đã nói không là không, nếu cô xác định bỏ tôi thì cứ việc mà ra đi tay trắng, còn đừng có mơ mà lấy được một xu của thằng này vị thẩm phán lúc đầu còn khuyên giải còn muốn níu giữ lấy hạnh phúc cho một gia đình thế nhưng mà khi chứng kiến sự tàn tệ của tâm thì buộc lòng vị thẩm phán phải lên tiếng với tâm anh này theo luật ấy, thì tài sản trong hôn nhân khi ly hôn ấy, sẽ chia đôi toàn bộ mà ở đây tôi thấy vợ anh chỉ yêu cầu lấy một nửa miếng đất mà thôi về điều này nếu như hai vợ chồng không thể thỏa thuận được thì sẽ áp dụng theo luật của tòa án tức là chia đôi tất cả tài sản khi đấy anh còn thua thiệt hơn nhiều tâm cứng họng trước lời nói của vị thẩm phán tâm vốn dĩ là một kẻ tham của thế nên anh không thể nào để mất đi số tiền ấy được tâm vùng vằng bỏ về mà vẫn không quên để lại cho duyên một lời đe dọa tôi cho cô cơ hội để suy nghĩ lại còn không tôi nhất quyết không để cho cô một đồng nào cả khi tâm rời đi rồi, thì vị thẩm phán lúc này mới lắc đầu ngao ngán, xong rồi cô ấy nhìn vào ánh mắt trầm buồn của Duyên mà thầm cảm thông, xong rồi cô ấy chỉ biết nói lời cảm thán, chị cứ nghĩ là có thể níu giữ hạnh phúc cho gia đình của em, nhưng mà với người chồng như thế này thì chắc là quyết định của em là đúng rồi đấy. Duyên chỉ lặng lẽ mà rời về, về việc phân định tài sản vẫn chưa thể thống nhất được, thế nên e rằng vụ việc ly hôn lần này còn sẽ kéo dài cứ tưởng là tâm đã tức tối mà bỏ về rồi, thế nhưng mà anh ta đang ngồi ở quán nước phía trước tòa án và chờ duyên đi về, tâm bám theo duyên về tới tận căn nhà mà cô đang thuê. khi duyên vừa mở cửa bước vào, thì ngay lập tức tâm cũng theo sau mà ập vào trong nhà. hai đứa trẻ đang xem tivi bỗng thấy hoàng hồn mà mặt chúng tái xanh đi vì sợ hãi. Duyên lúc này cũng hoảng hốt bởi sự xuất hiện của Tâm. Quả thực là cô đã thiếu đề phòng khi nghĩ rằng Tâm sẽ không bám theo mình mà chủ quan cứ ung dung đi về. Khi đã vào được trong nhà, Tâm khóa trái cửa ngay lập tức tát cho Duyên hai cái, khiến cho cô lập tức choáng váng. Còn khốn này, mày ăn gan trời đúng không? Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần, vậy mà mày vẫn một mực cương quyết đòi ly hôn. Tao cho mày một cơ hội cuối, đi lên tòa rút đơn về ngay lập tức cho tao. Duyên mặc dù đang đau đớn Nhưng cô quyết không nhượng bộ nữa Bây giờ mọi thứ đã gần đến đích rồi Cô không thể nào lại thêm một lần nữa Chui đầu vào dọ Ban đầu cô cứ định sẽ ra đi tay trắng Mà chẳng lấy một đồng nào của tâm Nhưng suy đi nghĩ lại Đã gần 10 năm qua Là thanh xuân là sức lực của cô dồn đổ vào đó Cô không lấy thì cũng phải để cho con cái của cô được hưởng Thành ra Duyên mới quyết định lấy một nửa miếng đất kia mà thôi Trước nay cũng đã bị tâm đánh nhiều lần, thế nên Duyên cũng chẳng ngán nữa, cô đanh thép trả lời ngay lập tức, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn quyết ly hôn, bởi sống với một người chồng như anh chẳng khác nào là chết. Đơn tôi sẽ không rút lại, cho dù anh cố chấp không chấp nhận thì tới ngày xử anh vẫn phải đi ra tòa và ly hôn với tôi. Anh tự mà cân nhắc nặng nhẹ, một khi tôi đã chỉ lấy nửa miếng đất là đã quá tử tế rồi còn bằng không ấy, tôi sẽ để tòa xử theo pháp luật cứ nhắc đến việc mất tiền thì tâm lại càng điên tiết anh ta không tiếc mà lao lại túm tóc của duyên mà đánh cô túi bụi hai đứa trẻ thấy bố đang đánh mẹ thì khóc toáng lên vì sợ hãi tâm chẳng tiếc tay mà cứ đánh vào mặt của duyên trên khóe miệng của cô đã bắt đầu ứa máu ra rồi Cô bị tâm xô ngã, người pha vào cạnh bàn mà chân tay cũng đã chảy chụa hết cả ngay khi duyên cảm thấy dường như không thể trụ được nữa thì cánh cửa đã được mở ra người vừa tiến vào bây giờ là khoa anh nhanh chóng tiến lại kéo tay tâm ra khoa nhìn duyên với đầy vết thương trên người mà anh tức tối liền lao vào đánh cho tâm mấy cú cho hà dạ bởi vì trước mắt còn có trẻ nhỏ thế nên khoa không có làm lớn chuyện vì sợ chúng sợ hãi thế nên khoa đanh thép anh có biết anh vừa vào nhà người khác khi không được phép và lại còn gây thương tích cho người khác anh muốn đi tù đúng không tâm thấy sự xuất hiện đột ngột của khoa anh ta lại càng thêm tức tối tâm khẽ cười mỉa và mỉa mai duyên hay chả hóa ra là kiếm được mối mới bảo sao phải tìm cách bỏ thằng này bằng được chúng mày giỏi lắm dám chim chuột sau lưng tao rồi để tao xem với cái tội ngoại tình của mày thì để xem tòa xử mày như thế nào để tao xem mày lấy được một xu nào của tao hay không Nói rồi thì tâm bỏ đi, hai đứa trẻ cứ đứng khóc mãi, khoa phải dỗ một lúc lâu thì chúng mới nín hẳn. Tới khi này, khoa mới lại phía Duyên mà lấy bông băng để sơ cứu vết thương cho Duyên, nhưng rồi khoa chợt khựng lại, anh suy nghĩ một lát xong rồi kéo tay Duyên đứng dậy, em đi theo anh duyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khoa đã đưa cô tới một bệnh viện vị bác sĩ ở đây là người bạn thân của khoa anh trực tiếp đưa duyên vào phòng khám của vị bác sĩ ấy và đề nghị cậu khám tổng quát cho cô ấy dùm tôi và đồng thời cho tôi cái giấy giám định thương tật cũng vì quen biết nên chẳng mất nhiều thời gian mà một lúc sau thì Khoa đã có hết mọi giấy tờ ở trên tay. Duyên vì quá đau nên cô cũng chẳng thể bận tâm đến những chuyện nào khác. Cũng may là bệnh viện có kê thuốc giảm đau nên tới tối vết thương của cô mới đỡ nhức nhối đi một chút. Mặc dù vậy thì khi để Khoa chứng kiến những chuyện này cô cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Từ cái lúc ở bệnh viện về tới bây giờ, Khoa đã lo chu toàn cơm nước cho hai đứa trẻ khi hai đứa đã đi ngủ rồi thì anh mới ngồi cạnh duyên mà hỏi han em có chuyện gì muốn nói với anh không duyên vẫn lắc đầu cô cũng không có ý định giấu diếm nữa nhưng mà bây giờ cô đang khá đau thế nên cô cũng chưa muốn trình bày nhiều về những chuyện của mình cô chỉ khẽ đáp thì cũng chỉ là chuyện em ly hôn với chồng nhưng mà mọi chuyện cũng gần xong rồi nên em không muốn anh phải bận tâm nhiều quá thấy duyên có vẻ né tránh thì khoa cũng không hỏi nhiều nữa anh đi vào trong bê tô cháo và lấy thuốc cho Duyên. Anh nhìn ra phía cánh cửa, cũng may là trước đây anh thường nuôi tới với bọn trẻ, thế nên anh có chìa khóa nhà. Chứ nếu không sáng nay, dù biết Duyên bị đánh đập ở trong đấy, thì anh cũng chỉ biết bó tay chịu chết. Sáng ngày hôm sau, Khoa đã đề nghị ba mẹ con của Duyên tới nhà của anh ở. Duyên ban đầu thì có vẻ hơi ngại ngần mà tìm cách từ chối, nhưng mà Khoa đã thuyết phục, lý do của anh đưa ra khiến cô chẳng thể nào từ chối được. Nếu em còn ở đây thì chồng của em sẽ còn tới đây mà quậy phá nữa, em muốn con em phải chứng kiến những cảnh như ngày hôm qua sao? Khi Duyên chưa kịp đáp lời thì hai đứa trẻ đã vui mà vỗ tay reo vang lên khi biết mình chuẩn bị được tới nhà của chú Khoa để ở. Thế rồi trong ngày hôm đó, Khoa đã cùng mấy mẹ con dọn dẹp đồ đạc và đi về nhà của anh. Nhà của anh khá rộng, lại còn có tận 3 phòng riêng. Căn nhà tuy là anh ở một mình nhưng lại được dọn dẹp một cách gọn gàng và sạch sẽ. Hai đứa trẻ thấy thích lắm bởi thời gian gần đây khi nhà thuê cũng đã thiếu thốn đủ thứ. Nay được ở trong căn nhà lớn lại thêm được chú Khoa luôn chiều chuộng, trong tủ lúc nào cũng đầy áp đồ ăn nên cả hai đứa đều trở nên phấn khích và vui mừng lắm từ ngày chuyển nhà về đây thấy hai đứa trẻ hồi hởi hơn hẳn thế nên duyên cũng thấy yên lòng hàng ngày duyên và khoa sẽ đưa hai đứa trẻ đi học xong rồi cả hai sẽ cùng tới công ty riêng để làm việc rồi thì ban chiều sẽ tới đón con về nhà khoa nhận nhiệm vụ chơi với hai đứa trẻ và bày cho chúng nó học bài còn duyên thì ở trong bếp nấu nướng cho bữa tối nhiều lúc ngồi chơi với hai đứa trẻ khoa lại đưa ánh mắt nhìn vào bóng lưng của duyên ở trong bếp tự nhiên trong lòng anh thấy buồn anh cứ ước giá như đây là gia đình của anh thì tốt biết mấy nếu nói thật lòng mình từ lúc quen biết với duyên tới nay thật sự trong lòng anh đã có cảm tình với cô rất nhiều nhưng khi biết cô đã có gia đình và có con rồi anh lại đành kìm nén lại những cảm xúc của mình mà kề cạnh bên cô như là một người bạn cùng cô song hành trong chuyện công việc và học tập cũng bởi vì tình cảm âm thầm của anh dành cho duyên rất nhiều thế nên anh luôn nhiệt tình giúp đỡ cô vô điều kiện thời gian khi mới quen nhau có đôi lần khoa để ý những vết bầm trên tay của duyên đôi khi anh thấy cô ngồi bần thần với những nỗi buồn một mình thì ít nhiều anh cũng biết được cuộc sống gia đình của cô không mấy hạnh phúc thế nhưng mà không vì lý do đó mà khoa lợi dụng để tìm cách chiếm lấy hạnh phúc cho riêng mình anh chỉ lặng lẽ song hành cạnh bên duyên bây giờ khi chứng kiến sự tàn bạo của tâm đối với duyên thế này trong lòng anh lại thôi thúc lên sự mạnh mẽ mà muốn bao bọc mấy mẹ con của duyên anh không ngại ngần chuyện cô đã từng có chồng anh chỉ cần biết ở bên Duyên, anh thấy hạnh phúc và khi ở cạnh hai đứa con của cô, anh cũng cảm thấy vui vẻ chứ không phải tẻ nhạt như cuộc sống thường ngày trước đây của mình nữa. Lần thứ hai tòa gọi lên hòa giải thì lần này chỉ có mình xuyên tới, tâm lại lấy lý do là anh ta bận đi công tác mà không tới, nhưng thực chất là tâm đang muốn kéo dài chuyện này với mục đích không để cho Duyên được toại nguyện. Lần thứ ba sau khi tòa đã gọi nhiều lần thì Tâm mới chịu xuất hiện, anh ta vẫn giữ thái độ cương quyết và hành xử như một kẻ vô học đối với Duyên. Lần này, khi vị thẩm phán đang bàn về vấn đề thỏa thuận chia tài sản thì Tâm lại gắt gỏng lên, tôi sẽ không đồng ý chia mảnh đất đấy, nếu cô chấp nhận tôi sẽ cho cô 100 triệu, còn đứa con gái thì tôi sẽ nuôi cứ tưởng là vì tâm thương con nên mới quyết định nuôi con hồng nhưng khi lời anh ta nói ra tiếp theo khiến cho duyên nghẹn đắng ở trong lòng nó là con gái cũng thêm vài năm nữa là lớn rồi cũng lấy chồng tôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ tốn bao nhiêu là tiền bạc thì bây giờ nó phải ở với tôi để làm việc nhà lo toan cơm nước duyên không thể ngờ rằng với vợ tâm đã tệ mạt như thế mà với con đẻ của mình anh ta cũng cư xử chẳng ra gì càng như vậy duyên lại càng quyết tâm mạnh mẽ mà lấy được số tài sản kia để cho con của mình được sống sung sướng từ nhỏ tới lớn cũng vì cái tính keo kiệt của tâm mà hai đứa nhỏ đã phải chịu khổ đủ thứ rồi lần này thì duyên quyết tâm không nhượng bộ nữa nếu như tâm quyết định không chấp nhận chuyện này thì cô sẽ thuê luật sư bởi vì duyên không muốn làm phiền đến khoa và để anh bận tâm quá nhiều về chuyện của mình nên duyên đã liên hệ với luật sư ở bên ngoài nhưng mà điều kỳ lạ là với những luật sư đã từng gặp cô và hứa hẹn sẽ giúp cô giải quyết vụ này thì đùng một cái mấy ngày sau họ lại từ chối và không giúp duyên nữa mặc dù cô đã hứa sẽ trả cho họ rất nhiều tiền duyên cho người điều tra thì cô mới biết được hóa ra là tâm đứng sau những chuyện này tất cả những vị luật sư mà cô gặp tâm đều đến gặp riêng và mua chuộc bọn họ Hóa ra, anh ta sợ mất tiền tới mức mà phải tìm mọi cách để phá chuyện của Duyên cho bằng được. Khi Duyên đã quá mệt mỏi trong việc đi tìm luật sư thì cô lại nhận được cuộc gọi của Tâm, lần này cô không né tránh mà trực tiếp nghe máy xem anh ta muốn gì. Tâm vẫn giữ cái điệu bộ trịch thượng ấy mà đe dọa Duyên. Cô có đi cho nát cái thành phố này cũng chẳng thể tìm lấy được một luật sư nào đứng ra giúp đỡ cô đâu. Bây giờ chuyện cũng tới nước này. Nếu cô chấp nhận ra đi tay trắng và nuôi hai đứa con thì tôi sẽ đồng ý mà ly hôn và giải thoát cho cô. Tất nhiên là Duyên không đồng ý. Cô không thể nào để cho Tâm một tay che trời như vậy được. Cho dù anh ta có cản cấm chuyện cô tìm tới luật sư thì cô vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng. Chờ cho tới khi tòa xử, biết đâu phần thắng lại thuộc về cô cũng nên, nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mà thật sự thì Duyên cũng cảm thấy bế tắc, bởi đúng như lời mà Tâm nói, Duyên có tìm tới bất kỳ văn phòng luật sư nào thì cũng chỉ nhận được lời từ chối mà thôi. Cô không thể ngờ, Tâm lại có thể một tay xào hết mọi chuyện như vậy. Cũng vì chuyện này mà Duyên trở nên áp lực Tối nay cô cảm thấy khó ngủ nên sau khi dỗ hai đứa con ngủ rồi thì cô đi ra phía ban công mà đứng hóng gió một mình. Khi cô đang thả hồn mình theo những suy nghĩ vẩn vơ thì sau lưng bỗng vang lên tiếng nói của Khoa khiến cho cô giật mình. Anh sẽ làm luật sư của em để theo vụ này được không? duyên có chút ngần ngại bởi trong suy nghĩ của cô nếu để cho khoa biết được những chuyện trong quá khứ của mình thì cô vẫn ít nhiều cảm thấy tủi hổ thế nhưng mà bây giờ đứng trước tình cảnh này cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác ít nhất thì ngay lúc đó lúc cô khó khăn nhất vẫn có người sang tay để giúp đỡ mà lại là người quen thân thì cô cảm thấy yên tâm phần nào sau khi đã có được sự đồng ý của Duyên thì Khoa tiến lại đứng cạnh bên cô, anh nhẹ nhàng đặt tay vào vai Duyên mà thận trọng hỏi cô về những chuyện trong quá khứ. Có lẽ những sự uất ức và tuổi hổ bị tích tụ quá nhiều khiến cho chúng bị vỡ hòa khi mà Khoa hỏi tới. Duyên không cố nén vào lòng mình nữa bởi gần 10 năm nay tất cả mọi sự ấm ức cô đều chôn giấu ở trong lòng. Bây giờ trước mặt cô là một người luôn vì cô mà giúp đỡ cô vô điều kiện, thế nên trong một giây phút yếu lòng, Duyên đã kể hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra từ trước tới nay cho khoa biết dẫu rằng trước đây khoa cũng đoán chừng cuộc sống của duyên không mấy dễ dàng nhưng anh không thể ngờ rằng cuộc sống hôn nhân của cô lại đầy bất hạnh như vậy càng nghe duyên nói anh càng cảm thấy đau đớn anh thương xót cho một phận đời phụ nữ chân yếu tay mềm chẳng thể nào kháng cự trước sự độc ác và cay nghiệt của một người đàn ông mà được gọi là chồng càng biết chuyện của duyên mọi sự uất ức của khoa lại càng dồn lên tâm anh cảm thấy xấu mặt cho đám đàn ông khi mà lại có một người như anh ta anh ta cũng là đàn ông mà lại có cách hành xử tồi đến vậy khoa không biết nói gì trước những giọt nước mắt đang rơi vội của duyên anh chỉ lặng lẽ kéo cô lại mà ôm cô vào lòng mình Duyên cũng không biết giây phút này cô đang nghĩ gì nữa, chỉ là cô đang cảm thấy mình thật yếu đuối khi có một bờ vai vững chãi như Khoa ở cạnh. Cô chỉ biết thuận theo tự nhiên mà ngã vào lòng anh để trút hết những nỗi niềm, những cơ cực của khoảng thời gian qua. Chẳng mất nhiều thời gian mà lần triệu tập kế tiếp được diễn ra. Lần này thì tâm hoàn toàn tái mặt khi mà thấy sự xuất hiện của Khoa vừa thấy Khoa ở cổng tòa án thì Tâm đã sừng sộ lên. Tụi mày cặp kè nhau ở nhà chưa đủ hay sao mà còn lôi nhau lên tới chỗ này. Khoa chẳng thèm đáp mà cùng Duyên đi vào trong. Nhưng Tâm nào có chịu để yên, hắn ta ngay lập tức lôi Khoa lại mà tra hỏi. Mày tới đây có việc gì? Chuyện riêng gia đình tao, tại sao mày lại can thiệp vào? Khoa lúc này mới miễn cưỡng đứng lại đáp lời Tâm, nhưng trên vẻ mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét. Khoa rút ra tấm danh thiếp mà đưa cho Tâm, "Xin lỗi vì đã giới thiệu hơi muộn, tôi là luật sư đang phụ trách vụ này cho cô Duyên đây." Tâm bắt đầu lộ rõ vẻ bất an khi thấy trên danh thiếp ghi rõ tên và chức vụ của Khoa là luật sư. Lần này khi bước vào trong thì Tâm gần như mất hết đi vẻ ngang ngược như những lần trước. Lần này thì Khoa đã chuẩn bị rất kỹ mọi tài liệu liên quan, đứng trước mặt Tâm, Khoa hùng hồn tuyên bố: trong đây tôi đã có đủ những tài liệu liên quan về vấn đề anh có hành vi bạo lực gia đình, cụ thể là giấy tờ giám định thương tật và những đoạn phim tôi xin trích xuất được từ camera của hàng xóm cạnh nhà anh. Với tất cả những điều này, tôi đủ sức để trình ra tòa cho tòa xử đúng theo pháp luật. Tâm lúc này đã gần như mất bình tĩnh, trước nguy cơ anh ta bị mất một nửa tài sản, anh ta mặt bắt đầu biến sắc mà kiếm cớ vu cho duyên cái tội ngoại tình. Lời của mày Ai mà tin khi mà mày đang cặp kè với nó Nó cũng đang ngoại tình đấy chứ Duyên định lên tiếng thanh minh Nhưng Khoa đã cản lại Anh tự tin mà thách thức Trước phiên tòa xử lần sau Tôi yêu cầu anh đưa ra bằng chứng Chúng tôi ngoại tình Còn không anh chuẩn bị thêm tội vu khống nữa nhé Anh đừng tính chuyện đùa giỡn với pháp luật Vì vấn đề cũng đã gần như giải quyết xong xuôi Nên tất cả rời về Chứ không có thêm tranh luận nào cả Tâm cả ngày hôm đó như ngồi trên đống lửa khi mà đã chứng kiến những lời tuyên bố đầy đanh thép của Khoa. Tâm lại sử dụng chiêu cũ, ngay trong chiều hôm đó, Tâm đã tìm hiểu về thân thế của Khoa. Sau khi biết được Khoa là luật sư khá nổi tiếng và thắng rất nhiều vụ kiện thì Tâm lại càng thêm lo lắng hơn. Khoa ngay lập tức tiến tới văn phòng của Khoa mà gặp mặt Tâm cũng chẳng cần vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề, anh ta đoán chừng bất kỳ ai cũng chẳng thể vượt qua nổi sự cám dỗ của đồng tiền. Tâm ngồi đối diện với khoa mà đề nghị, nếu anh từ bỏ vụ này, tôi sẽ gửi anh 200 triệu và đồng thời cũng không can thiệp về chuyện anh qua lại với vợ tôi. Khoa trước nay vẫn đánh giá Tâm là người có học thức, nhưng qua lần này thì thôi, anh không nghĩ người như Tâm mà có thể đưa ra lời đề nghị đẩy chơ cháo đó cho anh. Khoa ngả người ra ghế bình thản mà cầm tách trà lên uống ngon lành, xong rồi anh tuyên bố với Tâm: nếu anh đã mất thời gian tìm hiểu với tôi, thì chắc anh cũng biết là tôi từ trước nay không có nhận tiền từ bất cứ ai và không có ngại lên. Còn về việc tình cảm giữa tôi và Duyên ấy, thì cũng không cần anh tác hợp đâu. Bởi vì sau khi cô ấy ly hôn với anh xong ấy, thì đích thân tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Anh không biết trân trọng một người phụ nữ tốt như Duyên thì tôi sẽ thay anh làm điều đó. Tâm gần như phát điên lên trước những lời mà Khoa vừa nói. Nhưng bây giờ anh đang ở thế lép vế nên không dám làm càn. Tâm vẫn không thôi hàn học dẫu có hết cách thì anh ta vẫn không thôi buông lời đe dọa rồi các người cứ cứng đầu đi rồi để xem tôi có để yên cho mấy người sống yên ổn hay không thoa vẫn giữ thái độ bình thản miễn là anh đủ khả năng tốt nhất là anh nên chấp thuận theo yêu cầu của duyên đi thì anh ít ra còn giữ được chút ít tài sản cho riêng mình Tâm hậm hực mà bỏ về Rõ ràng những lời mà Khoa nói Thì Tâm cũng đã biết Bây giờ tất cả mọi thứ bất lợi đều nghiêng về phía anh ta Cộng thêm cái việc anh ta có hành vi bạo lực gia đình nữa Thì khả năng tài sản sẽ được chia cho Duyên nhiều hơn Tâm hoang mang mà dối bời Không biết nên làm thế nào Để có thể mọi chuyện được theo ý nguyện của mình Thời gian gần đây cũng vì có quá nhiều chuyện căng thẳng rồi Nên Khoa đưa mẹ con Duyên về quê thăm ông bà ngoại Ông bà ngoại thấy hai đứa cháu về thăm thì vui mừng khỏi nói Bởi vì từ ngày Duyên về nhà đưa hai đứa trẻ đi thì ông bà cứ lo lắng vô cùng Thấy Khoa cùng về thì ban đầu bố mẹ của Duyên cũng có phần ái ngại Nhưng rồi chỉ tiếp xúc một lúc thì ông bà có phần cởi mở hơn Vì thấy Khoa dễ gần và tốt tính Thêm vào đó hai đứa trẻ cứ quấn lê Khoa Khiến cho hai ông bà cũng ít nhiều có thiện cảm với anh hơn lần này về thì duyên cũng tâm sự với mẹ về những chuyện đã xảy ra gần đây cô kể hết những khổ cực của mình trong suốt thời gian qua mẹ cô nghe tới đâu thì lòng đau tới đấy bà không thể nghĩ là con gái của mình đã phải chịu khổ nhiều như vậy trước đây bà cũng nghe cháu gái mình kể nhiều chuyện nhưng bà không nghĩ là tâm lại quá quắt như vậy bà nhung đau lòng mà ôm duyên vào lòng ngày đó Giá như đừng có chịu mai mối Thì đâu có khổ như bây giờ Thôi thì con đã quyết ly hôn ấy, Thì mẹ ủng hộ Chồng mà như thế bỏ cũng không tiếc Duyên cũng tủi thân mà ôm lấy mẹ rồi khóc Cô cứ nghĩ bố mẹ sẽ phản đối Khi biết cô bỏ chồng vì sợ mất mặt Nhưng thật may là bố mẹ cô lại thương cô hết mực như thế Chơi hết một ngày rồi Thì Khoa lại đưa ba mẹ con trở về Để ngày mai bọn trẻ còn đi học Bố mẹ Duyên còn gửi kèm bao nhiêu là quả bánh, đến đầy áp cả xe đến tối thì bà nhung đã kể hết chuyện của duyên cho ông hùng nghe ngay đến cả người vốn dĩ bình tĩnh như ông hùng cũng không thể ngờ rằng tâm lại tàn tệ đến mức đó nghĩ đến chuyện con gái mình phải chịu khổ thì ông mới bất bình mà quyết định phải đến nhà tâm ngay lập tức để nói chuyện phải trái Nhà Tâm cách đó cũng không xa Nên chỉ một lát là hai ông bà đã tới Thấy thông ra Thì bố mẹ của Tâm cũng hồi hởi Mà ra đón tiếp Nhưng chỉ đáp lại là sự lạnh nhạt của ông Hùng Bà Nhung ngồi xuống Mà từ từ kể lại hết những chuyện đã xảy ra với Duyên Đến khi này Thì bố mẹ của Tâm cũng sừng sốt Mà không ngờ rằng con trai mình lại tệ đến vậy Vợ chồng chú Thức cũng ở đấy Mà chứng kiến mọi chuyện Loan cũng nhanh nhẩu mà tố cáo Tâm Cái lần tụi con tới chơi Chứng kiến cái cách mà anh tâm cư xử với chị duyên thì đúng là không chấp nhận được thức cũng kể hết những chuyện mà vợ chồng anh đã chứng kiến tới khi này thì ông hùng mới lên tiếng về chuyện tụi nó thì bây giờ ông bà cũng biết rồi con duyên bây giờ cũng đang làm thủ tục ly hôn đơn phương do thằng tâm nó không chịu ký đơn thấy tình hình căng thẳng nên ông thắng là bố của tâm mới xuống nước ông bà thông cảm cha mẹ sinh người trời sinh tính nên chúng tôi cũng không thể ngờ rằng con trai chúng tôi lại tệ như vậy mong ông bà động viên cháu duyên mà tác hợp cho hai đứa tụi nó bà nhung không chấp nhận lời mà ông thắng vừa nói liền phản đối không chúng tôi không bao giờ chấp nhận để con gái chúng tôi chịu khổ khi sống với người chồng như thế con trai ông bà tệ đến mức mà còn muốn ép cho ba mẹ con nó phải ra đi tay trắng Bố mẹ của Tâm vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng bố mẹ của Duyên vẫn nhất quyết không đồng ý. Lời qua tiếng lại mãi, thì cuối cùng ông Hùng cũng quyết định. Chuyện ly hôn là chuyện không thể tránh khỏi, nên ông bà cân nhắc mà bảo ban con trai mình, bảo nó đừng cố gắng mà làm khó con Duyên nữa, nếu không nhà chúng tôi sẽ theo tới cùng. Nhận tới sự lạnh lùng của nhà thông gia, thì bố mẹ của Tâm biết rằng không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa rồi. Bố mẹ Tâm sầu não mà nghe thức kể về sự gia trưởng và độc đoán của Tâm, ngay cả bố mẹ anh ta cũng phải lắc đầu ngao ngán về đứa con trai mình. Trong đêm hôm đó, bố của Tâm đã gọi anh ta. Khi Tâm vừa nghe máy, đã nghe tiếng quát tháo oang oang của ông Thắng. Mày có thôi cái việc tham lam kia không? Sao mày lại có thói gia trưởng rồi làm khổ vợ con như thế? Mày có biết vì mày mà tụi tao mất mặt với nhà thông gia không? Tâm định mở miệng bao biện và giải thích về mọi chuyện, nhưng mà ông Thắng đã gạt phăng đi mà tuyên bố, tốt nhất là mày chấp nhận chuyện ly hôn đi, vì chuyện này trước sau gì cũng xảy ra thôi, thứ tệ bạc như mày thì không thể nào cứu vãn được hôn nhân đâu, tốt nhất nên chia tài sản cho con duyên đàng hoàng cho đáng mặt đàn ông. Suốt từ đêm đó tới những ngày sau, ngày nào ông Thắng cũng gọi điện cho Tâm mà giáo huấn anh ta, từ việc chia chác tài sản cho đến việc yêu cầu anh ta phải chấp nhận chuyện ly hôn. Ông Thắng cũng không phải nhân nhượng gì hay quá coi trọng con dâu, nhưng bởi những thứ trong tay Duyên có được thì chắc chắn mọi thứ bất lợi sẽ thuộc về phía tâm. Ngày mai là ngày ra tòa rồi nên tâm trạng của Duyên có chút lo lắng, cô cứ trần chọc mãi mà không thể ngủ được. Ngay lúc này thì Duyên lại nhận được cuộc gọi từ tâm. Duyên trần trừ mãi rồi cũng bấm nút nghe. Lần này giọng của tâm có phần dịu bớt chứ không còn hung hăng như trước. Chuyện phân chia tài sản hôm trước Cô nói, "Tôi chấp nhận chia đôi miếng đất, nhưng hai đứa con thì cô nuôi luôn đi." Duyên chẳng đáp lại nữa mà tắt máy, cô chút một tiếng thở dài, đến cuối cùng thì tâm vẫn xem hai đứa con là gánh nặng. Duyên gõ cửa phòng của Khoa mà báo cho anh ta biết chuyện này, mọi chuyện xem như là đã giải quyết được nhẹ nhàng. Mấy hôm sau đó, phiên tòa xử vụ ly hôn giữa Duyên và Tâm diễn ra suôn sẻ, bởi vì cả hai đã có thỏa thuận từ đầu về vấn đề chia tài sản, thế nên tòa đã chấp nhận theo thỏa thuận, đồng thời cho phép Duyên được nuôi hai đứa con, còn Tâm mỗi tháng phải chu cấp chi phí nuôi hai đứa con là 10 triệu. Lúc rời tòa án, Duyên cảm thấy nhẹ nhàng, cô cảm giác mình như con chim vừa được sổ lồng, tha hồ mà vùng vẫy, ngập chìm trong bầu trời của tự do. Tâm thì cũng chẳng lấy làm vui Bởi đối với anh ta Tiền như là sinh mạng Nên khi phải chấp nhận mất một phần tiền cho Duyên Thì anh ta cũng chẳng có chút nào Gọi là thoải mái Suy cho cùng chỉ là trước áp lực từ bố mẹ anh ta Cùng sự đe dọa từ Khoa Khiến cho Tâm phải chấp nhận mà thôi Khoa đưa Duyên về công ty Từ lúc này anh mới đưa ra một sấp giấy Trong đó là giấy tờ sang nhượng Tên công ty cho Duyên Cô có chút ngạc nhiên mà hỏi anh không phải anh nói khi nào hồi vốn thì mới trả lại công ty cho em cơ mà khoa khẽ cười tới lúc này anh mới phân trần thực chất thì anh cũng chẳng cần tiền bạc gì cả bởi vì anh biết nếu lúc đó anh không yêu cầu như thế này thì chắc chắn em sẽ không nhận lời đề nghị giúp đỡ từ anh và quả thực thì qua thời gian tiếp xúc với em trước đây, anh cũng đoán được phần nào cuộc sống gia đình của em không mấy hạnh phúc. Bởi thế anh mới quyết định đứng tên, để lỡ như có ly hôn thì công ty này không có bị quy vào tài sản chung, anh muốn công sức của em thực sự trọn vẹn. Duyên thật sự cảm động khi biết được sự lo lắng của Khoa dành cho mình. Cô không thể ngờ là anh đã lo xa đến mức như vậy. Duyên cảm động, nắm lấy tay anh. Thật sự là em không nghĩ, anh lại nghĩ cho em nhiều như vậy em không biết lấy gì để đền đáp cả khoa cười xòa anh bảo việc anh giúp đỡ cô là chuyện đương nhiên chỉ có điều duyên không thể biết được trong ánh mắt của khoa lúc này đang tràn ngập sự si mê đối với cô hôm nay cô đã cho hai đứa trẻ về quê thăm ông bà ngoại rồi bởi cô nghĩ cô sẽ bận rộn chuyện ly hôn nên không có thời gian để chăm sóc cho chúng và cũng là đang thời gian nghỉ hè nên cô cho hai đứa trẻ về quê chơi hôm nay cũng là ngày đánh dấu sự tự do của duyên sau bao năm cô chịu sự kìm hãm trong sự hà khắc và độc đoán của tâm thế nên duyên đã chủ động về sớm mà nấu cơm vừa là để chúc mừng sự tự do ngày hôm nay của cô cũng là vừa để cảm ơn sự giúp đỡ của khoa bấy lâu nay trong mùi thơm phức của đồ ăn đang bay lên khoa đã tiến dần về phía tủ mà lấy chai rượu ra anh muốn để kỷ niệm ngày hôm nay thì nên có một ly rượu để không khí trở nên thân thiết hơn. Duyên cũng vui vẻ và nhận lời bởi việc uống rượu trước nay đối với Duyên cũng không có gì là to tát. Thường thì từ lúc mở công ty riêng tới nay, những khi đi gặp đối tác hay khách hàng thì Duyên cũng thường uống rượu như vậy cầm ly rượu vang trong tay ánh đỏ của rượu sóng sánh trong ly lại làm cho duyên nhớ về chuyện cũ sở dĩ đối với tâm đàn bà luôn phải đứng trong bếp còn cái chuyện mà ngồi đàng hoàng ở bàn ăn rồi cầm ly rượu uống như thế này đó là chuyện hết sức xa vời và đối với anh ta thì điều này là không được phép thế nên bây giờ cô ngồi đàng hoàng ở trên bàn ăn và trên tay đang cầm ly rượu khiến cho duyên có chút tủi thân nhưng rồi cô lại khẽ lắc đầu từ giờ phút này hôm nay sẽ chẳng bao giờ cô phải chịu đựng thêm một sự bất công nào thêm nữa cô cảm thấy tự do được làm điều mình thích cô cụng ly với khoa và một hơi uống cạn ly rượu trong tay mình có lẽ men rượu thường là chất xúc tác để kéo con người ta đến với gần nhau hơn hôm nay khoa cũng vui thế cho nên anh uống hơi nhiều. Khi đã có men say vào rồi, Khoa mới bắt đầu nói nhiều hơn. Anh nhìn Duyên đắm đuối và rồi anh cất lời. Em biết không, nhiều lúc anh thấy ghen tị với chồng em. À không, bây giờ phải gọi là chồng cũ của em mới đúng. Bởi vì anh ta được em chăm sóc chu đáo, được em lo từng bữa cơm, cái quần, cái áo. Mà những điều đó anh ta không biết trân trọng. Còn anh... Lắm khi anh chỉ thèm khát được một lần Có bàn tay em chăm sóc nhưng mà quả thực những điều đấy chỉ có thể để ở trong suy nghĩ mà thôi Duyên ngạc nhiên trước những lời mà Khoa thổ lộ Cô chưa say thế nên cô nghe rất rõ những lời mà Khoa vừa nói Duyên có chút ái ngại và bối rối Thế nên cô đã hỏi lại anh say rồi đấy à Khoa không trả lời câu hỏi của Duyên mà anh tiếp tục nói Em biết không, ngày mà bố mẹ nuôi của anh mất đi Anh cảm thấy cuộc đời mình thật sự rất cô độc cho tới khi anh gặp em, anh mới biết được cảm giác được người khác quan tâm và cảm giác biết lo lắng cho người khác. Duyên lúc này không nói nữa, cô chỉ lặng lẽ ngồi nghe khoa kể chuyện. Anh thèm cảm giác có một gia đình, một người vợ hiền ngoan như em và những đứa con như cái hồng và thằng Đoàn. Chỉ tiếc là cuộc đời này quá tàn nhẫn với anh, khi mà anh là trẻ mồ côi, hơn nữa vừa mới đây thôi, anh lại biết rằng mình chẳng có khả năng để sinh con. Khoa nói tới đây thì giọng anh bỗng chốc nghẹn ngào, anh chẳng thể nói tiếp được nữa. Duyên lúc này cảm thấy thực sự bối rối, trước những giọt nước mắt của Khoa, cô chẳng biết nói gì hết, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi sát lại cạnh anh, ôm lấy anh mà an ủi, "Không sao cả, có em ở đây rồi." Lời nói nhẹ như gió của Duyên, nhưng lại có động lực vô cùng khiến cho Khoa trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Anh ngước mặt lên chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Duyên Đôi mắt anh đang nhòe nhòe vì ướt đi, vì nước mắt Khi anh nhìn vào Duyên cũng thấy mắt cô đang ứa đầy, long lanh Như một bản năng thầm kín của một người đã chót mang trong lòng nỗi tương tư Khoa chậm chậm đối mặt, nghe sát về phía Duyên Đôi môi anh khẽ chạm lấy đôi môi của cô Duyên không biết mình đang suy nghĩ điều gì lúc này nữa, cô chỉ biết trong lòng cô bây giờ đang dấy lên cơn xúc động dâng trào bởi những điều mà Khoa vừa thổ lộ. Cô không nghĩ rằng Khoa lại yêu cô nhiều đến như vậy, anh đã âm thầm ở bên cạnh cô, yêu cô một cách bao dung và đầy cao thượng. Trước đây, có nhiều lúc Duyên cũng bị lung lay trong suy nghĩ bởi những sự quan tâm và chăm sóc chu đáo của Khoa dành cho mình. Có nhiều khi cô cũng cảm thấy rung động bởi những hành động đầy chiều mến của Khoa, nhưng rồi cũng vì những rào cản của cuộc hôn nhân giang dở vì xuất thân hoàn cảnh khác nhau mà Duyên chẳng bao giờ dám nghĩ tới những điều mà trong lòng cô thầm muốn. Ngay bây giờ đây, trước mặt cô là người đàn ông cô thầm ngưỡng mộ, thầm thương mến, đang trao gửi cho cô những xúc cảm mà trước nay cô chưa từng có được, như một bản năng tự nhiên mà Duyên nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Khoa men rượu hòa với men tình khiến cho cả hai không thể rời nhau trong nụ hôn nồng nhiệt có lẽ những tình cảm ấp ủ trong lòng được giấu kín hơn trong hai năm qua chẳng đủ có thể diễn tả hết qua một nụ hôn Lửa tình bùng cháy khiến cho trái tim trong lồng ngực của Duyên trở nên dạo rực. Khoa cũng chẳng khác gì. Anh đang cuồng nhiệt vẫy vùng trong tình yêu mãnh liệt của Duyên mang tới. Họ cuốn lấy nhau, ôm nhau, hòa vào trong nhau trong sự nồng cháy của lửa tình. Chẳng biết ngày mai đây sẽ ra sao nữa, chỉ biết rằng đêm nay họ là của nhau. Sáng hôm sau, Khoa tỉnh dậy, trong vòng tay anh là Duyên đang ngủ ngon lành cô như con mèo nhỏ đang ngủ một giấc ngủ yên bình sau những bão rông những chuyện của đêm qua khoa đều nhớ rất rõ bởi anh cũng chưa phải là say chỉ là anh mượn chút men cay để có thể đủ dũng cảm nói lên tình cảm trong lòng mình anh nhìn duyên và khẽ mỉm cười anh cảm thấy cuộc đời này vẫn chưa hẳn là bất công với mình khi đã trao cho anh một người phụ nữ như duyên duyên tỉnh dậy Cô xấu hổ khi đối mặt với Khoa trong tình cảnh này, nhưng Khoa chẳng để cho cô có một giây phút nào suy nghĩ nữa bởi anh đã ôm chặt cô vào trong lòng. Bên tai cô, anh thì thầm nho nhỏ, cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời của anh. Cũng từ ngày hôm đó, tình cảm giữa hai người họ đã chính thức được xác nhận. Người vui nhất có lẽ là Khoa, bởi anh không phải sống trong những tháng ngày với mối tình cảm mập mờ được chất chứa sâu tận đáy lòng nữa. Duyên sau những đổ vỡ trong trái tim cô cũng đang nham nhở, đầy những vết cứa sâu. Nhưng rồi nhờ có khoa đã dần xoa dịu đi những vết thương lòng của Duyên. Có những lúc ngồi cạnh bên nhau, Duyên lại thầm cảm ơn Duyên số đã không nỡ bạc đại cô khi đã bù đắp lại cho cô một người đàn ông tốt. Đó chính là Khoa. Ở bên cạnh khoa, cô được làm một người phụ nữ đúng nghĩa, cô được yếu đuối, cô được chở che, cô được ủng hộ hết mực để có thể làm những điều mà cô hằng mong muốn, mà những điều đấy gần 10 năm qua cô chưa từng được trải qua bất kỳ một lần nào. Về phần của Tâm thì sau khi đã chia chác tài sản cho Duyên rồi thì số tiền còn lại của anh ta rất là nhiều bởi anh ta có cả căn nhà, xe hơi và cả nửa miếng đất kia nữa. Nhưng với bản tính ki bo thì Tâm cũng chẳng thể làm quen với ai quá một tháng. Thời buổi bây giờ đã ngày càng tân tiến và hiện đại chứ không còn như thời của Tâm ngày trước nữa. Thế nên sự lựa chọn của phụ nữ có tiêu chuẩn cao hơn nhiều tâm đã qua một đời vợ lại thêm những lời đồn đoán của những người xung quanh vì lý do là tâm bị vợ bỏ bởi anh ta bạc ác nhỏ mọn với vợ con lại cộng thêm cái tính gia trưởng như thế nữa thế nên cho dù tâm có cố gắng tìm kiếm cho mình một người vợ mới hay là qua những mối được người ta mai mối thì cũng chẳng có người nào chấp nhận một người như tâm cả đến tận bây giờ tâm mới cảm thấy thấm thía khi mà một mình sống trong căn nhà lớn mênh mông mà cô độc anh ta có trong tay tiền bạc nhà cửa xe cộ ấy thế mà chẳng thể nào có được những bữa cơm nóng hổi từ người vợ hiền thảo chẳng có ai chăm sóc lo lắng cho anh ta từng cái áo cái quần đến lúc này tâm mới thực sự cảm thấy hối tiếc về những ngày tháng đã qua đôi lúc vô tình tâm nhìn vào bức ảnh gia đình đã chụp và treo ở trên tường anh ta lại cảm thấy hối hận vì những chuyện tồi tệ mà anh ta đã đối xử với duyên nhưng mà bây giờ có cảm thấy hối lỗi cũng chẳng thể giải quyết được gì nữa, khi mà chính vì những sự tệ bạc của anh ta khiến cho duyên phải rời đi. Có đôi lần trong lòng, tâm lại nảy ra những suy nghĩ muốn níu kéo duyên quay về, càng nghĩ nhiều anh ta lại càng lấy đó làm quyết tâm. Chiều hôm nay tâm đã đứng chờ mãi ở trước cổng công ty của duyên khi thấy duyên xuất hiện cô thướt tha trong bộ đồ công sở cùng đôi giày cao gót trên gương mặt được trang điểm nhẹ cùng mái tóc được uốn xoăn đầy gợi cảm tâm đã không thể nhận ra người đứng trước mặt mình bây giờ chính là người vợ mà anh ta từng rẻ rúng duyên thay đổi một cách chóng mặt cô trở nên thật đẹp thật quyến rũ và đầy hiện đại nhìn duyên bây giờ như thể đã lột xác thành một người khác Tâm xấu hổ đứng trước mặt Duyên và đề nghị nói chuyện, có lẽ sau khoảng thời gian ở bên khoa được anh bù đắp và xoa dịu đi những vết thương lòng thì Duyên cũng đã không quá nặng lòng với những chuyện cũ, thế nên cô đồng ý cùng Tâm tới quán cà phê gần đấy để nói chuyện. Ngồi trước mặt Duyên, Tâm đã đặt lên trên bàn của Duyên một cuốn sổ tiết kiệm mà đề nghị, cái miếng đất mà anh chia đôi cho em ấy, số tiền còn lại anh đã bỏ vào ngân hàng lần này anh gửi lại cho em coi như là để bù đắp những thiệt thòi mà trước đây khi em ở cùng anh duyên không quen với lối nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự của tâm nhưng rồi như một phép lịch sự cô cũng nhẹ nhàng đáp lại thực ra về vấn đề tài sản thì tôi trước nay không có ý định giành giật gì của anh cả ngày đó tôi muốn lấy một nửa miếng đất cũng là để làm vốn cho con cái sau này học hành và cũng để cho chúng thấy được ít ra bố của chúng nó cũng có ít nhiều trách nhiệm dành cho chúng còn về việc bù đắp cho tôi thì khi anh ký vào đơn ly hôn đó là lúc anh đã bù đắp cho tôi rồi duyên nói rồi cô đầy trả lại cuốn sổ cho tâm tâm thấy duyên đầy vẻ lạnh lùng anh biết rằng để chinh phục cô thêm một lần nữa là điều thực sự rất khó nhưng mà tâm vẫn kiên quyết không bỏ cuộc có nhiều lần tâm lấy lý do là chơi với con mà đến tận trường đón hai đứa trẻ. Ấy thế mà mỗi lần thấy tâm, chúng vẫn cứ sợ hãi mà lùi dần vào phía góc tường mà trốn tránh. Cho dù tâm có nhẹ nhàng cỡ nào, có mua cho chúng bao nhiêu là bánh kẹo, thì trong mắt hai đứa trẻ, tâm vẫn là một người bố thật sự đầy đáng sợ. Chúng là những đứa trẻ ngây thơ, nên những cảm xúc mà chúng tỏ ra đều là những cảm xúc chân thật nhất dành cho người đối diện. Nên... Tâm lúc này mới nghẹn ngào nhận ra rằng thật ra mình không là bố của hai đứa trẻ từ lâu lắm rồi. Ác mộng mà anh để lại trong tâm hồn hai đứa con thực sự là quá lớn. Tâm rời về trong thất thẻo, anh chuyển cho Duyên 10 triệu đồng để chu cấp cho hai đứa con. Nhưng ngay lập tức Duyên đã chuyển trả lại, cô chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi. Từ lúc ly hôn tới nay, một mình tôi vẫn nuôi con được. Trước nay anh không chu cấp thì bây giờ cũng nên như thế. Có những thứ tiền bạc chẳng thể nào bù đắp được, Tâm cảm thấy cay đắng và chua xót bởi những lời mà Duyên vừa nói, nhưng mà biết làm sao được, bởi vì cô nói đúng, quả thực, anh đã thấy mình sai, rất sai rồi. Hôm nay là sinh nhật Duyên, Tâm vẫn nuôi hy vọng níu kéo cô, thế nên anh đã ra cửa hàng hoa, đặt một bó hoa hồng rất lớn. Vừa đi, Tâm vừa nghĩ trong đầu những lời mà anh sẽ nói với Duyên để mong có được một cơ hội từ cô. Nhưng rồi mọi sự hy vọng của tâm đều vỡ vụn khi mà trước mắt anh, đây là Duyên đang song song đi cạnh Khoa. Trên khuôn mặt của Duyên rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, Khoa cõng thằng đoàn ở trên vai và ở tay bên kia đang dắt cái hồng cùng đi dạo phố. Hai đứa trẻ còn díu dít gọi Khoa là bố, trông họ vui vẻ chẳng khác nào là một gia đình hạnh phúc. Tâm cảm thấy mình đã thất bại nặng nề Anh ngồi thụp xuống đường Bó hoa rơi từ trên tay xuống Từng cánh hồng rơi là tả Như những vụn vỡ trong lòng của anh ta Ngay lúc này Tâm chỉ có thể ngồi lặng lẽ, đau đớn mà dõi mắt theo từng bước chân của gia đình hạnh phúc kia. Anh cảm thấy hối hận, giá như trước đây anh không phải là con người như thế, thì giờ phút này người đang đi cạnh duyên bây giờ chính là anh. Nhưng mà cuộc đời này, nếu như có chữ giá như thì đã chẳng bao giờ có những sai lầm xảy ra trong cuộc đời mà sai lầm lần này của tâm là sự sai lầm đầy sự đau đớn khi mà chỉ vì một phút tham lam để rồi khi ngoảnh lại bên cạnh anh chẳng còn một ai nữa suy cho cùng tiền bạc nhà cửa chỉ là những sự phù phiếm xa hoa chỉ có tình cảm gia đình mới là điều đáng trân trọng nhất thế nhưng mà có những người như tâm khi để nhận ra được những điều ấy thì thật sự đã quá muộn màng mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, khép lại câu chuyện là cảnh anh chồng cũ của Duyên với bó hoa hồng tả tơi cùng tâm hồn vụn vỡ nhìn theo người vợ cũ đang sánh vai hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Chúng ta hẳn hả hê khi đã chứng kiến những ngày tháng anh ta đầy đọa người vợ hiền lành cam chịu của mình đến khi mất đi cô ấy rồi mới nhận ra sai lầm của cuộc đời thì có hối hận cũng không làm lại được nữa bao nhiêu người đàn ông gia trưởng không biết trân trọng người vợ đã từng chung lưng đấu cật với mình từ thủa hàn vi cũng nhận ra điều đó như anh ta câu chuyện cũng có làm cho bạn đau lòng cảm thông trước những gì duyên phải chịu chắc hẳn cũng sẽ làm ta ấm lòng vì đã chứng kiến sự quyết liệt của cô ấy khi biết dứt bỏ một người đàn ông tàn tệ để làm lại cuộc đời mong sao những người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân đều tìm được con đường hạnh phúc cho mình chứ không phải chôn vùi cuộc đời trong cái gọi là tổ ấm giả tạo quý vị và các bạn hãy cùng audio chuyện hay lan tỏa thông điệp hạnh phúc của câu chuyện bằng cách like chia sẻ tham gia bình luận cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều tạm biệt và hẹn gặp lại